Chương 240, Bắc Đấu Học Viện, Bắc Đấu Học Viện, Mục Phong nhướng mày, hắn nghe qua cái này học viện danh tự, cũng là Bắc Nguyên vực bên trong, một cái cùng Thiên Vẫn Học Viện không sai biệt lắm cùng tên một cái đại học viện. Tại giáo viên cùng võ đạo giáo dục phương diện cũng không so Thiên Vẫn Học Viện phải kém. Mà Bắc Nguyên vực, hơn 10 quốc gia bên trong, giống Thiên Vẫn Học Viện dạng này đại học viện có 6 cái, Thiên Vẫn, Bắc Đầu, đều là một trong số đó. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tiểu học viện, thực lực cùng lục đại học viện tự nhiên là không so được đúng vậy a à, những tên kia nhưng cuồng ngươi còn không biết đâu ngươi trông thấy đoán chừng cũng nhất định sẽ rất tức giận mấy cái thiên vẫn phong vân bảng bên trên học viên cao thủ đều bị đánh bại khổng huyên nhi chu cái miệng nhỏ nhắn nói hai người đang khi nói chuyện ra thiên vẫn lâu tháp hướng nhà an phương hướng đi đến vậy bọn hắn muốn tại học viện chúng ta ngốc bao lâu mục phong lại hỏi ta nghe tỷ tỷ nói xong như muốn ngốc nửa tháng a khổng huyên nhi nói ha ha nói không chừng còn có cơ hội đụng tới đâu đã ngươi làm sao chán ghét những tên kia tại sao không gọi khổng yến tỷ đi thu thập bọn họ chỉ dám để ngươi tỷ trừng chỉ ta mục phong cười nói ai nha ngươi làm sao còn nhớ rõ lần trước sự tình a à? hẹp hòi ta đến là nghĩ bất qua tỷ tỷ là chấp pháp đội trưởng đại biểu học viện đâu ngươi cho rằng có thể giống như ngươi làm loạn khổng huyên nhi trợn nhìn mục phong một chút hai người một đường cười cười nói nói đi hướng học viện nhà ăn ha ha đông ca ngươi nhìn tốt tịnh cô nàng chật chật đại hung khí a ghê gớm cái này thiên vẫn trong học viện nữ học viên cũng thực không tồi. Đối diện ba đạo nhân ảnh từ khía cạnh đi tới, nhìn qua khổng huyên nhi nghị luận cười ta nói, trong mắt đều nhanh rơi vào khổng huyên nhi kia ngạo nhân bộ ngực bên trên. Ba người này áo bào khác nhau, bất quá trước ngực đều đeo một viên bắt đầu tinh hình huy chương. Này, đồng học, đi nhà ăn ăn cơm không? Hai người chính nói dẫn đi tới, kia ba tên thanh niên trực tiếp ngăn tại trước mặt hai người cười nói. Mục phong nhướng mày, mà khổng huyên nhi thấy một lần hai người này huy chương trước ngực, lập tức lộ ra vẻ chán ghét, khẽ kêu nói, chúng ta đi chỗ nào liên quan gì đến ngươi a, tránh ra. Nha, tiểu nha đầu tính tình vẫn rất cay, bất quá ta thích, ta mời ngươi ăn cơm có được hay không? Ở giữa tên kia thanh niên mặc áo lam cười quái dị một tiếng, đối bên cạnh hai người nhẹ gật đầu. Hai người kia tiến lên một bước, đối Mục Phong cười lạnh nói, tiểu tử, cô nàng này hôm nay đến cùng chúng ta đông ca, ngươi một bên mát mẻ đi. Mục Phong nghe vậy lộ ra mỉm cười. Bất quá cười đến rất lạnh, đối một bên Khổng Huyên Nhi nói, người ta coi trọng ngươi nữa nha. Hừ, ta còn chướng mắt hắn đâu, dáng dấp lại xấu, còn không có người đẹp trai. Khổng Huyên Hừ lạnh nói, sau đó nàng lộ ra vẻ chiêu tức, đối thanh niên mặc áo lam kia nói, muốn cho ta cùng ngươi ăn cơm có thể, người đem hắn đánh bại, ra hỏa này một mực chết dán ta. Phốc phốc, phong ca nghe vậy kém chút một ngụm lão huyết không có phun ra, nhìn phía Khổng Huyên Nhi, một đầu băng đập vào Khổng Huyên Nhi trên đầu trực tiếp đem nàng đẩy ra cười mắng, xuống nhà đầu, ai muốn chết dán ngươi, là ngươi dính sát có được hay không? Ngươi nhìn ngươi nhìn, hắn khi dễ ta, khổng huyên nhi một mặt ủy khuất, đối thanh niên mặc áo lam đạo, điềm đạm đáng yêu. Người anh em này thể nội tuyến thượng thận trong nháy mắt bài tiết ra một cỗ giống được kích thích tố, bá khí lộ ra ngoài, đối khổng huyên nhi vỗ ngực thân nói, đồng học ngươi yên tâm, tiểu tử này dám khi dễ ngươi, ta đánh cho hắn răng đều đến rơi xuống để hắn nuốt xuống. Hi hi, ngươi thật tốt, Khổng Huyên Nhi đối thanh niên mặc áo lam liếc mắt đưa tình. Mục Phong khóe miệng co giật, hung dữ nhìn về phía Khổng Huyên Nhi, giơ lên bàn tay, nhà đầu, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Khổng Huyên Nhi gặp một màn này không khỏi che che cái mông. Tiểu tử, hôm nay xem ra ngươi là không chiếm được lợi ích. Thanh niên mặc áo lam mang theo hai tên bắt đầu học viên nhe răng cười đi hướng Mục Phong. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, chắp hai tay sau lưng nhìn qua ba người đi tới, thản nhiên nói các ngươi chính là bắt đầu học viện người. Không sai, bất quá người biết cũng vô dụng, hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm, lên. Thanh niên mặc áo lam quát lạnh một tiếng, hai tên nam bắc học viên xông về mục phong. Một người đấm ra một quyền, quyền thượng một cỗ cương khí kim màu vàng óng lượn lờ, ra hỏa này, vậy mà cũng là ngưng cương cảnh người tu luyện, bất quá chỉ có ngưng cương nhất trọng cảnh giới. Một quyền này phá không mà đến mang theo một cỗ sắc bén quyền phong, mặc dù vô dụng cái gì cường đại nguyên kỹ, bất quá hắn thấy, đối phó cái này nhiều nhất tử phủ cảnh tu vi thiếu niên đầy đủ. Mục phong cười nhạt một tiếng, vậy mà không tránh né, mặc cho đối phương một quyền này oanh tới. Tiểu tử, người muốn chết, nam đầu học viên gặp một màn này lông mày một nịnh, cũng không thu quyền, trực tiếp đánh phía mục phong mặt. Bành, bất quá lúc này, mục phong bên ngoài thân một cỗ màu đỏ nhạt cương khí trong nháy mắt ngoại phóng mà phát, một quyền này đánh vào cương khí hộ thể bên trên lại bị chấn khai. Mà lúc này mục phong mới đột nhiên ra quyền, một quyền hung hăng đánh vào học viên này trên bụng. Phốc phốc, học viên này phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay xa hơn 10 thước trong mắt còn có chấn kinh ngưng cương cảnh một người khác gặp một màn này sắc mặt biến hóa một trường cương nguyên lực bộc phát bổ về phía mục phong bành mục phong thân thể nhoáng một cái bước ra một bước dưới chân hỏa diễm khí lãng bộc phát bắn ra trong nháy mắt né tránh một kích kia trường đao đồng thời gấp ba tốc độ bộc phát cũng nhanh như thiểm điện vào tới một người khác trước người bắt lấy hắn tóc bỗng nhiên kéo một phát sau đó xách đầu gối dồn sức đụng mà đi giang giác a à, một người khác mặt cùng mục phong đầu gối tới số không khoảng cách tiếp xúc thân mật Nghe, kia là xương mũi vỡ nát thanh âm, học viên kia rú thảm, một mặt là máu bị một lên gối kích ném đi quẳng xuống đất, bụng mặt lăn lộn. Nước chảy mây trôi ở giữa giải quyết hai người, Mục Phong nhìn phía thanh niên mặc áo lam, ánh mắt sắc bén. Tốt, Khổng huyên Nhi ở một bên hô to gọi nhỏ, nhảy cẫng hoan hô gọi tốt. Thanh niên mặc áo lam sắc mặt khó coi vô cùng, gặp hai người so với hắn thấp một cảnh giới đồng bạn bị tùy tiện đánh bại, trong lòng vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới nhìn lầm, cho là ngươi là thiên vẫn ngoại viện đệ tử, nguyên lai là nội viện cao thủ. Thanh niên mặc áo lam lãnh đạm nói, mục phong đạm mạc nói, muốn động thủ bớt nói nhảm. Được, tiểu tử, đủ cuồng, thanh niên mặc áo lam lạnh lẽo đạo, sau đó bạo phát ra một cỗ màu lam cương nguyên lực, gầm thét sông về mục phong, hắn một trưởng vỗ đến, trong lòng bàn tay có một cỗ màu lam cương nguyên lực hội tụ thành năng lượng cầu oanh kích mà tới. Thanh niên này cũng là ngưng cương cảnh nhị trọng người tu luyện, thực lực so trước đó hai người mạnh một chút. Cửu viêm quyền bảo, mục phong trong lòng gầm thét, một quyền oanh sát mà ra, một đạo cực nóng ngọn lửa màu đỏ như máu cương nguyên quyền kình đánh về phía thanh niên. Bành, hai cỗ năng lượng đối bính, một cỗ hỏa diếm cùng năng lượng sóng xung kích tứ tán mà đến xa hơn 10 thước, mặt đất xuất hiện từng tia từng tia khe hở. Thanh niên mặc áo lam lại bị một quyền chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, mà Mục Phong bước chân đạp mạnh thân thể bắn ra, lại một quyền đánh vào thanh niên mặc áo lam cương khí hộ thể phía trên. Bành, một quyền này trực tiếp đánh nát cương khí hộ thể, thanh niên mặc áo lam một tiếng rú thảm, xương sườn bị đập gãy hai cây, người bay thẳng ra ngoài ngã ở xa xa một chỗ hoa sen trong ao nhỏ thành ướt súng. Gia hỏa này, đột phá ngưng cương cảnh mạnh như vậy. Khổng Huyên Nhi ở một bên trực tiếp nhìn ngây người, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 241, Huyết Chiến Tri Đài Không chỉ là Khổng Huyên Nhi nhìn ngây người, một chút quá khứ học viên cũng là nhìn ngây ngẩn cả người. Tên kia không phải Mục Phong sao, vừa rồi cỗ khí thế kia là ngưng cương cảnh tên kia đột phá ngưng cương cảnh ngoá thật không phải là người tại học viện còn không có nửa năm đã đột phá ngưng cương cảnh ba tên kia tựa như là bắt đầu học viên đi ha ha đáng đời vậy mà chọc phải mục phong trên đầu đây chính là dám nhắc tới súng giết đi vào viện đi giết người nhất cuồng tân sinh a à. đúng vậy a à, bọn này cháu con rùa đến chúng ta thiên vẫn học viện giao lưu học tập còn như thế cuồng đánh thật hay một chút thiên vẫn các học viên gặp một màn này là cười trên nỗi đau của người khác mừng rỡ thấy bác đấu học viện người xấu mặt. Mục Phong phủi tay, đi tới hà bên cạnh ao, thanh niên mặc áo lam kia ẩm ướt lộ lộ từ hà trong ao nhảy lên một cái, trong con ngươi tất cả đều là lửa giận cùng sát ý. Tiểu tử, ta giết ngươi. Thanh niên mặc áo lam lửa giận công tâm, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, trên đao màu lam cương nguyên ngưng tụ, một đao giận bổ về phía Mục Phong. Một đao kia phá không mà tới, xé rách không khí phát ra từng đợt rít lên thanh âm, cuồng bạo đao khí thế muốn đem mục phong chém giết thành hai nửa ra hỏa này vậy mà động sát ý ở trước mặt ta động đao người còn chưa đủ tư cách mục phong ánh mắt lạnh lẽo trong nghi tâm huyết phăn hơi lộ một cỗ huyết mạch chi lực hội tụ vào hai tay chỉ gặp hắn trong tay áo hai tay vậy mà bao trùm một tầng tinh mịn máu vảy cương khí lượn lờ một đao kia bổ tới mục phong dày đặc lân giáp bàn tay như là thiểm điện cầm nắm mà ra vậy mà bắt lấy đối phương đao đột phá ngưng cương cảnh về sau tăng thêm nhập vi cảnh giới lực khống chế bây giờ mục phong đã có thể khống chế huyết mạch chi lực làm thân thể bộ phận tu la hóa cái gì thanh niên mặc áo lam gặp một màn này lộ ra vẻ chấn động những người khác cũng là mở to hai mắt nhìn vậy mà bắt lấy mục phong một tay cầm nắm ở đối phương đao một quyền hung hăng đánh vào đối phương trên mặt a à, thanh niên mặc áo lam rú thảm bị một quyền đánh rắt răng mục phong xong quyền không ngừng huy động bành 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 thanh âm bên tai không dứt từng quyền đánh vào đối phương trên mặt thanh niên mặc áo lam con mắt miệng cái mũi cả khuôn mặt đều bị mục phong nắm đấm hung hăng yêu thương một cước đá vào đối phương lồng ngực thanh niên mặc áo lam bị một cước lại đạp bay đã rơi vào hà ao uống mấy miệng nước bùn quá cuồng bạo chật chật những người khác gặp một màn này lắc đầu liên tục mà thanh niên mặc áo lam nằm tại hà trong ao thân thể run rẩy mặt đã bị đánh thành đầu heo đầu choáng váng đông ca mới vừa rồi bị đánh bay hai người vội vàng đi vớt thanh niên mặc áo lam tốt 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 khổng nguyên nhi ở một bên vỗ tay hoan hô sự tình rõ ràng là nàng cố ý bốc lên nhưng nhà đầu này so với ai khác đều cao hứng. Tốt cái dám, Mục Phong nổi giận đùng đùng đi tới Khổng Huyên Nhi trước mặt, hung hăng bóp một chút đối phương cái mũi nhỏ, sau đó một bàn tay lại đánh vào Khổng Huyên Nhi cái mông vung cao. Về sau không cho phép dạng này hướng trên người của ta kéo cừu hận. Mục Phong hung ác nói, người ta không phải cũng là muốn cho người giáo huấn giáo huấn ba tên kia nha, thật nhỏ mọn. Khổng Huyên Nhi kiều hư một tiếng, phốc, khụ khụ, tiểu tử, ngươi, ngươi hắn nha chờ lấy, vấn đề này không xong. Thanh niên mặc áo lam bị vớt lên đến, nôn mấy miệng nước bùn, hung tợn thả câu ngoan thoại. Sau đó ba người đỡ lấy bước nhanh thoát đi. Các ngươi dám đến, còn đem các ngươi đánh thành đầu heo. Mục Phong không nói chuyện, Khổng Huyên Nhi thở phì phò nói: Tốt, mới vừa rồi là ta sai rồi, ta mời ngươi ăn cơm được không, Phong ca ca. Khổng Huyên Nhi lôi kéo Mục Phong cánh tay nũng nịu, thanh âm mềm nhũn ngọt đến dính người. Mục Phong trên thân lên một lớp da gà, vội vàng hất ra Khổng Huyên Tay nói ra: Tốt tốt, tha thứ ngươi hai người cùng đi nhà ăn, ăn một bữa cơm, tại Khổng Huyên Nhi không ngừng mê hoặc phía dưới, Mục Phong quyết định cùng nàng cùng đi huyết chiến đài nhìn xem. Huyết chiến đài, ở vào thiên vẫn hồ bắc một bên, có một mảnh khoáng đặt sân bãi, giữa sân có một mảnh vết máu pha tạp chiến đài, mà cái này chiến đài thiết kế rất có ý tứ. Chiến đài dài rộng 30 mét, ở vào thiên vẫn trong hồ, chung quanh là một mảnh sạn đạo, cách chiến đài có xa hơn 10 thước, không có trực tiếp thông nhập chiến đài sạn đạo, muốn đi vào chiến đài, nhất định phải từ sạn đạo bên trên bay vọt qua, mà người vây xem thì có thể tại bốn phía sạn đạo bên trên quan chiến. Huyết chiến chung quanh đài đều là nước hồ, hoa sen bích diệp phong cảnh rất đẹp. Mà huyết chiến khu vực nền tảng thường cũng là địa phương vô cùng náo nhiệt. Vì sao? Đây cũng là thiên vẫn bảng cao thủ đều tuyển chọn chỗ, chỉ cần tại huyết chiến trên đài thắng liên tiếp 10 trận, liền có tư cách khiêu chiến thiên vẫn phong vân bảng bên trên những cao thủ. Cho nên không có một cái có thể trở thành phong vân bảng cao thủ nhân vật, thực lực kia đều là mọi người tự mình nhận chứng, không có trình độ. Mà thiên vẫn học viện học viên hơn vạn, ngưng cương 800, có thể đi vào thiên vẫn phong vân bảng bên trên xếp hạng đều là từng bước một giết tới. Mà huyết chiến đài, cũng là một chút có thâm cửu đại hận người, ký giấy sinh tử tử đấu địa phương, chết qua không ít học viên, trên đài sát khí rất nặng. Lúc này sạn đạo phía trên cũng hội tụ không hạ hơn ngàn học viên, đều nhanh đầy ấp người, tiếng gào nghỉ tiếng vang thành một mảnh, từng cái nhìn qua kia huyết chiến trên đài giao thủ hai tên thanh niên hai người này, một người là thiên vẫn học viện đệ tử, một người là bắt đấu học viện học viên, hai người tu vi đều không khác mấy tại ngưng cương cảnh giới tiểu thiên vị dáng vẻ. Lý Phong, Lý Phong, Lý Phong, không ít thiên vẫn học viện đệ tử không ngừng vì chính mình học viện người hò hét trợ uy. Trương Kiến, người cũng không thể ném chúng ta nam đầu học viện mặt. Cũng có nam đầu học viện các học viên giống to trợ uy. Hai người trên đài thân pháp giao thoa, cương khí đụng vào nhau, năng lượng bốn phía. Sư khiếu quyền, trương kiến né tránh Lý Phong một thức trưởng ấn, một quyền giận oanh mà ra. Giống, chỉ nghe một tiếng sư tiếng hổ gầm mà lên, một đầu màu vàng cương nguyên đầu sư tử quyền kình tại trương kiến quyền thượng hội tụ oanh một cái mà ra. Quyền kình gào thét đánh phía Lý Phong, Lý Phong sắc mặt đại biến, hai tay khẽ chống kim sắc cương nguyên hộ thể. Bành, quyền kình hung hăng đánh vào cương nguyên hộ thể bên trên, Lý Phong không ngừng lui lại, trong miệng bị chấn động chảy máu, mau lui lại đến chiến đài biên giới, mà trương kiến lại một quyền cuồng bạo oanh ra phốc phốc, Lý Phong một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, thân thể ngã vào thiên vẫn trong hồ, thua mất luận võ. Tốt, nam đầu học viện người lớn tiếng gọi tốt, mà thiên vẫn học viện người đều thở dài một hơi. Ai, đây đã là cái thứ 10, gia hỏa này, đã có tư cách khiêu chiến chúng ta phong vân bảng bên trên người. Đúng vậy a, à, kia trường kiến sư khiếu quyền đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, đây chính là huyền công a. À. Thiên vẫn học viện các học viên nghị luận ẩm ý. Ha ha, vệ giật phân, các người thiên vẫn học viện người thật đúng là kém cỏi đâu kia trương kiến thực lực thế nhưng là còn không có có thể vào học viện chúng ta phong vân bảng một mình trần áo đen khôi ngô thanh niên đứng ở sạn đạo trên đỉnh mộc lều bên trên cười lạnh nói vệ giật vân sắc mặt lạnh lùng tựa hồ bất động hợp tác học viện vinh nhục trong lòng hắn không có bao nhiêu khái niệm mà trương kiến đánh bại 10 tên thiên vẫn học viện đệ tử hiện tại hắn đã có tư cách khiêu chiến thiên vẫn phong vân bảng bên trên nhân vật không biết hắn sẽ khiêu chiến ai bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 242, muốn hắn thế nào chỉ? Nhường một chút nhường một chút, Khổng Nguyên Nhi mang theo mục phong, không ngừng xâm nhập đám người, đi vào sạn đạo bên trên. Hóa, trên cái gì trên A, A, là Khổng Nguyên học muội mục phong niên đệ, không có ý tứ không có ý tứ. Không ít người còn bất mãn, bất quá xem xét chui vào hai người cũng đều mau mau ngậm miệng. Dù sao trong học viện dám chọc Khổng Nguyên Nhi người cũng không có mấy cái, về phần mục phong cũng là có chút danh khí. Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm, mục phong nhìn qua chung quanh nói, hai người đẩy ra sạn đạo bên trên, nhìn phía hơn 10 mét bên ngoài huyết chiến đài. Huyết chiến trên đài, có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có linh quang chấp động, phía trên dùng nguyên lực viết 100 cái danh tự, đều là phong vân bảng tiến lên trăm cao thủ. Trương Kiến nhìn qua phong vân bảng bên trên danh tự, muốn tuyển chọn mình khiêu chiến người. Ánh mắt của hắn hội tụ ở phía dưới thứ 90 nhiều tên chỗ, tu vi của hắn thực lực cũng chỉ có thể khiêu chiến dựa vào sau 10 tên. Không biết Cao Bằng là vị kia, bắt đầu học viện Trương Kiến hướng người khởi xướng khiêu chiến. Trương Kiến nhìn qua chung quanh sạn đạo bên trên người cao giọng nói. Gia hỏa này, quả nhiên là nhặt quả hồng mềm bóp, Cao Bằng xếp hạng mới 99, xem ra hắn cũng không dám thật ngông cuồng a. À. Đám người xôn xao, mà một dáng người hơi gầy thanh niên mặc áo vàng mặt âm trầm, thân thể nhảy lên, bay vọt qua hơn 10 mét khoảng cách, rơi vào huyết chiến trên đài. Người chính là Cao Bằng. Trương Kiến lông mày nhíu lại, lộ ra một tia khinh thường. Cao bằng ánh mắt có chút âm trầm, thực lực của người này hắn nhìn, mình cũng không có nắm chắc có thể thắng hắn. Cao bằng, tiểu tử ngươi mẹ nó cũng đừng cho ta mất mặt. Nơi xa sạn đạo, một dáng người khôi ngô thanh niên quát to nói. Chính là nguyên hạo, mà Cao bằng cũng là hắn đại nguyên giúp người. Hai người không có cái gì nói nhảm, trực tiếp giao thủ. Trương Kiến vượt lên trước ra chiêu, thân thể nhảy lên một cái, trong tay cương nguyên lực hội tụ, đánh ra hai đạo ánh sáng màu vàng lưỡi đao chém về phía cao bằng cao bằng thân pháp linh hoạt né tránh cái này giao xử trí hai đạo công kích chạy thẳng hướng trương kiến hai người tu vi tương đương mà cao bằng thực lực cũng so trước đó trương kiến đánh bại nội viện đệ tử mạnh rất nhiều không có dễ dàng đối phó như vậy cương nguyên lực tại huyết chiến trên đài bộc phát chung quanh nước hồ có khi bị chém chúng công kích cũng bạo tạc lên cao hơn 10 m sóng nước hơn 10 chiêu về sau cao bằng bị trương kiến một cái hư chiêu dẫn dụ Phòng Ngự xuất hiện quay người, bị một quyền hung hoang đánh vào cao bằng lồng ngực. Phốc, cao bằng máu tươi phun ra, thân thể ngã xuống vào trong hồ. Tốt, nam đầu học viện người lại là một trận gọi tốt, mà Thiên vẫn học viện người thất vọng. Cao bằng, bà nội nhà ngươi thật là một cái phế vật, tức chết ta rồi. Nguyên Hạo giống to tức giận đến giơ chân. Ha ha, đây chính là các ngươi Thiên vẫn phong vân bảng bên trên nhân vật. Thật sự là phế a, tại chúng ta bắt đầu, trương kiến còn không có nhập phong vân bảng đâu. Trương Kiến. Ta nhìn ngươi thực lực A, hoàn toàn có thể khiêu chiến 9 vị trí đầu 10 người. trương kiến, để bọn hắn biết chúng ta bắt đầu lợi hại. Bắt đầu học viện lần này tới thiên vẫn học viện giao lưu 200 học viên bên trong, có người cao giọng hô to kêu gào. Thiên vẫn học viện người nghe vậy đều là sắc mặt khó coi, có người giận mắng đáp lại. Cuồng mẹ ngươi A cuồng, một hồi khiêu chiến đến lão tử, lão tử dạy hắn làm người. Đúng đấy, cao bằng cũng là phế vật, ngay cả cái không có vào bảng người đều không đối phó được thiên vẫn học viện các học viên cũng là lòng đầy căm phẫn. Mà Trương Kiến lại tiếp tục bắt đầu khiêu chiến thứ 98 tên. Kết quả lần này lại là thiên vẫn học viện bại, sau đó là thứ 97 tên, bại, 96 tên, bại. Trương Kiến vậy mà liên tục đánh bại ba tên thiên vẫn phong vân bảng dựa vào sau học viên. Mà lần này, bắt đầu học viện nhân khí diễm thẳng là khoa trương, điên cuồng hô to Trương Kiến danh tự. Ghê tởm, bắt đấu học viện tuyệt đối là mẹ nó cố ý, kia Trương Kiến thực lực hoàn toàn có thể danh liệt bọn hắn phong vân bảng, cố ý không vào, lưu đến bây giờ đến đánh chúng ta mặt. Chu Văn Tuyền lạnh giọng nói, ừm, um, tên kia sư khiếu quyền đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới đại thành, sau 10 tên bên trong, đoán chừng có thể đánh được hắn không có hai cái. Dương Thiền cũng đạm mạc nói, ha ha, đây chính là các người phong vân bảng, thật sự là không chịu nổi một kích ga. Trương Kiến ăn vào một quả hồi nguyên đan cũng phách lối phá lên cười. Kế tiếp là ai, ta xem một chút, Mục Linh Nhi, ai là Mục Linh Nhi? Trương Kiến lại kêu gào nói là mẹ ngươi nguyên hạo nổi giận mắng mục linh nhi gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mũi chân điểm một cái từ sạn đạo bên trên phi thân lên một thân màu đen võ váy phiêu giật trương kiến vừa thấy là cái mỹ lệ thiếu nữ hơi sững sờ sau đó lộ ra vẻ đăm chiêu nha vẫn là cái đại mỹ nữ mỹ nữ ngươi vẫn là đi xuống đi ta thế nhưng là rất thương hương tiếc ngọc a à, một hồi đả thương ngươi thế nhưng là không tốt mà ta người này nắm đấm lại hết lần này tới lần khác thích đánh ngực trương kiến cười hắc hắc nói một đôi mắt hạt châu thẳng trầm trầm mục linh nhi bộ ngực đầy đặn thậm chí còn đưa tay cách không nhéo nhéo động tác dâm uế ha 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 tiểu tử ngươi bắt đấu học viện người đều cười to lên không thể không nói mục phong tỷ tỷ dung nhan đây chính là không kém tuyệt đối là ngàn dặm chọn một đại mỹ nhân mục linh nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái lộ ra một tia sát khí đang muốn nói cái gì bất quá lúc này truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo tiểu tử ánh mắt ngươi nhìn chỗ nào nhìn đâu một đạo người mặc màu đen võ bào thân ảnh thả người nhảy lên nhảy lên huyết chiến đài lạnh lùng nói mục linh nhi vừa nhìn thấy mặt lộ ra một vòng động lòng người ý cười nói khẽ ngươi xuất quan mục phong đi qua cười nhạt một tiếng nói có chút đột phá kết quả đến một lần nơi này đã nhìn thấy có người đối ngươi ôm môn uế ngữ mục phong nói ánh mắt cũng lạnh lẽo xuống dưới yên tâm một hồi ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết mục linh nhi cười nhạt nói đôi mắt đẹp hàm sát ta tới đi loại chuyện này ta có thể tha thứ không hạ, tỷ, ngươi là muốn phế hắn tay trái đâu vẫn là phải tay phải hắn. Mục Phong cười hỏi, ta có thể hai cánh tay muốn sao? Mục Linh Nhi hoạt bát cười một tiếng, đúng vậy, hai tỷ đệ nếu không có người bên ngoài vậy mà trò chuyện lên một hồi làm sao ngược trương kiến. Tiểu tử kia ai vậy, mau cút xuống dưới, đừng quấy rối. Bắt đấu học viện người gặp một cái thiếu niên tóc trắng ra sân, có người bất mãn nói. Vệ giật phân, Dương Thiền, Chu Văn Tuyền bọn người nhướng mày, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc tiểu tử, người hắn A à chính là ai vậy, lăn xuống đi. Trương Kiến nhìn qua Mục Phong lạnh giọng nói, Mục Phong cũng lạnh lẽo nhìn qua Trương Kiến, đạm mạc nói, Mục Phong, thiên vẫn tân sinh ngoại viện học viên, ngươi sẽ vì ngươi vừa rồi hành vi trả giá đắt. Ha ha, liền ngươi, một cọng lông đều bị dài đủ tiểu tử, chạy trở về nhà bú sữa đi, còn thiên vẫn tân sinh, người nội viện học trưởng đều thua với ta ngươi có tư cách gì nói lời này. Trương Kiến khinh thường nói, ai nói hắn không có tư cách, hiện tại hắn thay ta một trận chiến, Mục Linh Nhi lạnh lẽo nói, mà lời vừa nói ra, những người chung quanh một trận xôn xao. Cái gì, Mục Linh Nhi muốn Mục Phong thay nàng một trận chiến, đây không phải hồ nháo sao, Mục Phong vẫn chỉ là ngoại viện đệ tử, hắn có tư cách gì? Đúng vậy a, à, mặc dù Mục Phong thực lực đang tái sinh bên trong thứ nhất, cũng đã đánh bại nội viện đệ tử, nhưng tuyệt đối không phải trương kiến đối thủ, đây không phải có chủ tâm muốn chúng ta thiên vẫn mất mặt sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 243, cường thế bạo đánh. Mục Phong, người đảo cái gì loạn, mau cút xuống dưới. Không sai, người là có chủ tâm muốn cho chúng ta thiên vẫn học viện mất mặt đi, lăn xuống đi. Lăn xuống đi, lăn xuống đi, lăn xuống đi. kết quả xả đạo phía trên, lại có thiên vẫn học viện học viên quát tháo lên Mục Phong. Những người kia, cũng phần lớn đều là bác phương phủ người, còn có thượng quan gia học viên. Mục Phong, người một cái chỉ là ngoại viện đệ tử, có tư cách gì đại biểu nội viện thiên vẫn phong vân bảng cao thủ cút xuống đi, đừng ném học viện chúng ta mặt. Trong đám người, Bắc Phương Phủ Điện Hạ Nam Lăng lớn tiếng châm chọc nói. Ta thay ta tỷ suất chiến nhốt ngươi nhóm cái gì thí sự. Mục Phong nhìn qua Nam Lăng bọn người lạnh giọng nói. Cừ, ngươi như thua, rất thế nhưng là chúng ta thiên vẫn học viện mặt mũi. Nam Lăng âm thanh lạnh lùng nói. a vậy chúng ta đánh cực như thế nào, một vạn học phần, ta như thua, cho ngươi một vạn học phần, ta như thắng, ngươi cho ta một vạn học phần. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nói một vạn học phần khẩu khí thật lớn cái này mục phong vậy mà tự tin như vậy gia hỏa này là học phần nhiều đến không có địa phương đưa sao sạn đạo bên trên thiên vẫn các học viên một trận xôn xao kinh ngạc mục phong tự tin thế nào nam lăng có dám đánh cược hay không mục phong cười lạnh hỏi nam lăng sắc mặt có chút âm trầm tiểu xúc sinh này có như thế tự tin chẳng lẽ hắn thật có thể đánh bại ngưng cương cảnh tiểu thiên vị thực lực mạnh mẽ trương kiến không không có khả năng tiểu tử này mặc dù có chút bản sự, bất quá từ lần trước giao thủ đến xem, hắn không thể nào là trương kiến đối thủ. Nam Lăng thầm nghĩ trong lòng, gặp tất cả mọi người nhìn phía hắn, nếu không cược nói rõ hắn Nam Lăng trong lòng không có lực lượng. Cược, đã ngươi muốn đưa ta một vạn học phần, ta dựa vào cái gì không cá cược. Nam Lăng cười lạnh nói, vệ giật phân, tiểu tử kia là ai a? À? nhìn hắn huy chương, tựa hồ chỉ là cái tân sinh a. À? Mình trần thanh niên đạm mạc hỏi, không sai, hắn là cái tân sinh, vệ giật vân từ tốn nói, ha ha, tân sinh các người cũng dám để hắn lên đài, các người học viện không phải thật sự không ai đi. Mình trần thanh niên cười lạnh, vệ giật vân mày kiếm vẩy một cái, không nói gì. Thật là, tiểu tử kia mù xem náo nhiệt gì, đây không phải có chủ tâm nghĩ mất mặt sao. Chu văn tuyền mấy người cũng có chút bất mãn, ở đây người bên trong, chỉ có một linh nhi trong con người không có một chút lo lắng, từ nhỏ nhìn xem mục phong lớn lên, nàng hiểu rất rõ mục phong. Hắc hắc, tiểu tử, người học viện người đều để ngươi lăn xuống đi, ngươi thật đúng là thất bại a à. trương kiến cười khẩy nói cường giả không phải miệng tranh ra ngươi cũng chỉ là miệng lợi hải sao mục phong cười lạnh ngữ phong như đao ngươi trương kiến giận dữ sau đó khí cười nói tốt ta muốn nhìn ngươi có tư cách gì đi lên nằm chiều bên trong giải quyết ngươi bành trương kiến tiếng nói rơi bước chân đạp mạnh dưới chân cương nguyên lực bộc phát nhân hóa làm một đạo mũi tên bắn về phía mục phong một quyền oanh sát mà đến quyền thượng mạnh mẽ cương nguyên lực lượn lờ Quyền phong trận trận trực tiếp đánh phía mục phong mặt. Mục phong gầm thét, đồng dạng một quyền oanh sát mà ra, hai đạo nắm đấm trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, huyết sắc cương nguyên lực lượn lờ. Bang, hai cố quyền kình sóng năng lượng đánh ra, không khí đều chấn động lên một vòng gợn sóng. Hai người áo bào phần phật, mục phong thân thể liên tiếp lui về phía sau, mà trương kiến một quyền đánh lui mục phong, song quyền ẩn chứa cương nguyên không ngừng oanh kích mà tới. Gia hỏa này, nguyên lai đột phá ngưng cương cảnh, bất quá cũng không phải trương kiến đối thủ a cương khí kim màu đỏ ngòm, tốt hiếm thấy, chưa thấy qua loại này cương khí A. Sạn đạo bên trên người gặp mục phong bạo phát ra cương khí nghị luận lên tiếng. Mục phong thân thể linh hoạt, dưới chân tùy phong bộ pháp tăng thêm hỏa liên bộ tốc độ, trương kiến quyền mỗi một lần chặn đánh bên trong mục phong thời điểm, đều bị né tránh, mục phong như là một chiếc lá đồng dạng khó mà đánh chúng. Ghê tởm, tiểu tử này thân pháp thật đúng là linh hoạt. Trương kiến trong lòng giận dữ, mở miệng châm chọc nói, tiểu tử, người chỉ có tránh sao, Người ngay cả ta đều đánh không chúng, còn không biết xấu hổ nói. Ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này mặt dày vô sỉ người. Mục Phong cười lạnh, ngươi, ta để ngươi tránh, trương kiến giận dữ, thể nội màu vàng cương nguyên lực cuồng thả, song quyền bạo phát ra kinh người quyền kinh, từng quyền oanh ra, phóng tầm mắt nhìn tới đều là quyền ảnh. Mục Phong thân thể liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh, liền bị dồn đến chiến đài biên giới. Trương kiến khóe miệng dương lên, quát lạnh nói, cút xuống cho ta đi, sư khiếu quyền. Giống, một tiếng sư tiếng gào lên, một đạo cồm bạo đầu sư tử quyền kình ngoại phóng mà ra, gào thét oanh sát hướng về phía Mục Phong, Mục Phong đã thối lui đến chiến đài biên giới, không có đường lui. Phải thua, đám người xôn xao, bất quá lúc này Mục Phong vậy mà đạp mạnh mà lên cao hơn 10 mét, né tránh trương kiến một quyền này. Oanh, quyền kình đánh vào trong hồ, bạo tạc lên cao hơn 20 mét bọt nước. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy tránh, lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh, sư khiếu quyền. Trương Kiến nhìn qua Mục Phong bay tránh cái kia một chiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười lạnh một tiếng, một quyền đánh phía giữa không trung Mục Phong, lại một đường sư hình quyền kình oanh sát mà ra. Mục Phong người giữa không trung, càng không có trốn tránh chi địa, trực tiếp bị oanh trúng. Thế nhưng là, thật có thể như vậy sao? Hỏa Liên Bộ, Mục Phong trong lòng quát nhẹ, bước chân giữa không trung đạp mạnh, một cỗ hỏa diễm khí lãng bộc phát, hỏa linh khí đi thành một vòng phản xung kích lực, Mục Phong thân thể vậy mà tại giữa không trung lại bắn ra xa hơn 10 thước rơi về phía chiến đài. Hư không nguyện lực, một màn này để không ít người kinh ngạc, kia là tu luyện đến cảnh giới đại thành hỏa liên bộ. Cũng có tu luyện cái môn này thân pháp nội viện đệ tử kinh ngạc nói. Mục phong sau khi rơi xuống đất, thể nội năm đạo lôi văn bộc phát mạnh mẽ lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch bên trong, thể nội một trận chướng đau nhức. Lôi đình bát hoang đạp, mục phong trong lòng gầm thét, bốn bước liên hoàn bước ra, khí thế đột nhiên cuồng bạo bốn lần, một quyền giận đánh phía trương kiến. Cửu viêm quyền bảo, một quyền ra, một cỗ cực nóng hỏa diễm quyền kinh lượn lờ lôi điện từ quyền thượng bộc phát mang theo một cỗ sóng lửa quét sạch hướng về phía trương kiến uy lực kinh người không tốt một kích này trương kiến sắc mặt đại biến hai tay khẽ trống cương nguyên lực hộ thể mà phát đi thành phòng ngự lồng ánh sáng phá cho ta mục phong gầm thét một quyền đánh vào trương kiến cương nguyên hộ thể bên trên bành quyền kinh nổ tung lên một vòng hỏa diễm khí lãng sen lẫn lôi điện quét sạch kia cương nguyên hộ thể bịch một tiếng vỡ vụn Mục Phong thân thể hỏa liên bộ bộc phát xông lên trước, hung hăng một quyền đánh vào Trương Kiến lồng ngực. Phốc phốc, Trương Kiến một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực truyền đến răng rắc tiếng xương nứt, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Mà Mục Phong một quyền đắc thủ, hai ngón cũng thành kiếm chỉ giận đâm mà ra, đoạn kim chỉ hung hăng đâm vào Trương Kiến hai vai bên trong, Trương Kiến rú thảm, bất quá Mục Phong lại kéo lại Trương Kiến tóc kéo mạnh mà xuống, một đầu gối hung hăng sách đụng mà lên. Răng rắc, a, à, cái này một đầu gối lại trực tiếp đụng gãy Trương Kiến mũi, Mục Phong ở đây bên trên không ngừng bạo đánh Trương Kiến, Trương Kiến rú thảm thanh âm vang vọng huyết chiến đài, hù dọa trong hồ chim bay. Mà sạn đạo đám người bên trên đã nhìn ngây người, cả đám đều lộ ra vẻ chấn động. Cái này, cái này mẹ nó là thật sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 244, Văn Kiếm trị Uy, một thiên vẫn học viên đệ tử lẩm bẩm nói, ta không phải đang nằm mơ chứ, Mục Phong bạo đánh có thể đánh bại phong vân bảng cao thủ đều trương kiến. Ngươi cho ta một bàn tay, đồng bạn cũng là kinh ngạc nhìn về phía trên trận hung hăng cho hắn một bàn tay. Phốc phốc, một ngụm lão huyết kẹp lấy răng bay ra. Ta dựa vào, người sẽ không điểm nhẹ. Ôi, thật đau, là thật, không phải nằm mơ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không cẩn thận dùng tới cương nguyên lực. Nam lăng cũng là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn kia. Bắt đấu học viện người từng cái sắc mặt khó coi, làm sao có thể, trương kiến vậy mà lại bị một cái thiên vẫn tân sinh đánh. Đúng vậy a. À tiểu tử kia không phải là phục dụng cái gì cấm đan đi. Đám người kinh nghị, ha ha, mục huynh đệ, đánh thật hay, chơi hắn nha. Nguyên hạo cười to giống to trợ uy, trương kiến, người đang làm cái gì? Mình trần thanh niên giống to, sắc mặt khó coi, tiểu tử này, càng ngày càng nhìn không thấu. Chu văn Tuyền, dương thiền mấy người cũng có chút kinh ngạc. Bành, mục phong luân lên trương kiến, hung hăng nện xuống đất, bịch một tiếng, nện đến trương kiến lại là một tiếng rú thảm, bò tới trên mặt đất trong con ngươi vừa sợ vừa giận nhìn qua mục phong làm sao có thể ngươi làm sao lại đột nhiên bộc phát thực lực mạnh như thế trương kiến gầm thét áo bảo nhúm máu hai bờ vai còn có hai cái huyết động muốn giãy ruộng đứng lên nhưng mục phong một cước dậm tại hắn lồng ngực trương kiến lại một ngụm máu tươi phun ra ta nói qua ngươi muốn vì ngươi vừa rồi khinh bạc cùng hành vi trả giá đắt mục phong ánh mắt lạnh lẽo một cước giận dẫm hướng về phía trương kiến cánh tay giang giác a à, trương kiến rú thảm một cước kia đạp đoạn mất xương cốt của hắn, tiếng hét thảm quanh quần tại thiên vẫn trong hồ. Mục Phong lại một cước đạp xuống, Trương Kiến một cánh tay khác cũng bị đạp gãy. Bành, Mục Phong một cước đá vào Trương Kiến trên thân, Trương Kiến bị một cước đá bay hạ huyết chiến đài, ngã vào thiên vẫn trong hồ. Trương Kiến, mấy tên bác đấu học viện đệ tử vội vàng thi triển thân pháp đạp nước mà đi, đi đem Trương Kiến từ trong hồ mò lên. Mà Trương Kiến, đã đau nhức ngất đi, Mục Phong đứng tại trên trận, bên ngoài thân còn có lôi điện lượn lờ, lạnh lùng nhìn phía Nam Lăng. Bại, Mục Phong vậy mà đánh bại Trương Kiến, không thể tưởng tượng nổi, cái này, gia hỏa này đến cùng đều tu luyện thứ gì. Sạn đạo bên trên tiếng ồ lên nhấc lên sóng to gió lớn, nhận biết Mục Phong, từng cái lộ ra vẻ chấn động. Nam Lăng, người thua cuộc, Mục Phong thản nhiên nói, đối Nam Lăng ngón tay cái hướng xuống. Nam Lăng sắc mặt khó coi, hắn cũng không chỉ thua một vạn học phần, lại một lần bị Mục Phong đánh mặt mũi. Ha ha, làm được thống khoái, Mục Phong làm được tốt. Nguyên Hảo cười to. Cái khác Thiên vẫn học viện các đệ tử cũng lấy lại tinh thần. Đúng a, à, Mục Phong đây chính là vì Thiên vẫn học viện thở dài một ngụm a. À. Mục Phong làm được tốt, làm được tốt, xinh đẹp, xem bọn hắn bắt đầu viện làm sao phách lối. Ha ha, bị chúng ta Tân Sinh đánh bại. Thiên vẫn học viện các học viên cũng khen hay. Lần thứ nhất cảm thấy cái này nhất cuồng Tân Sinh như thế thuận mắt. Mục Phong rất đẹp trai a. À. Mục Phong, Mục Phong, Tân Sinh bên trong còn có chút thiếu nữ nhìn qua tóc trắng áo đen bá khi thiếu niên cao giọng hét lên không tệ mục linh nhi cũng cười đi tới tới nói không có ném ngươi mặt a à. thiếu niên lộ ra nụ cười sán lạn mục linh nhi cười nhạt một tiếng nhéo nhéo mục phong mặt cười nói tiếp qua một năm nói không chừng tỷ cũng đánh không lại ngươi hắc hắc có lẽ ngươi bây giờ đã đánh không lại ta mục phong cười nói đắc chí mục linh nhi trợn nhìn mục phong một chút tiểu tử ta đến đánh với ngươi một trận mà lúc này bắt đầu học viên bên trong, một khôi ngô thanh niên tức giận bay lên chiến đài, thanh niên này ngày thường một đôi tai chiêu phong, mắt tam giác, xương gò má nhô cao, rất là xấu xí. Là trương chính đào, trương kiến ca ca, gia hỏa này thế nhưng là chúng ta bắt đầu phong vân bảng cao thủ, gia hỏa này rốt cuộc muốn xuất thủ sao? Lần này tiểu tử kia chết chắc, đào ca bài lãng trưởng thế nhưng là đã tu luyện tiếp cận viên mãn A. Mục phong nhướng mày, nhìn phía thanh niên này, nói không chiến. Cái gì, ngươi sợ sao, trương chính đào âm thanh lạnh lùng nói kỳ quái ta tại sao muốn cùng ngươi đánh thắng ngươi lại không có chỗ tốt gì mục phong từ tốn nói vừa rồi hắn nhịn không được lên đài cũng không phải vì giả cái tiểu bức ra cái danh tiếng tất cả đều là bởi vì kia trương kiến không biết sống chết mở miệng khinh bạc mục linh nhi động tác bất kính mục phong làm sao có thể dễ dàng tha thứ đến hạ loại sự tình này ngươi tốt ngươi không phải thích cực sao ta thua ta cho ngươi một vạn kim tệ trương chính đào tức giận nói Mục Phong nghe vậy nhớ mày, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt ha, mặc dù ta không thế nào hiếm có người kia một vạn kim tệ, bất quá tặng không không cần thì phí. Cuồng vọng, Trương Chính Đào cười lạnh, người thua, người ta cũng sẽ đánh gãy tay chân của ngươi. Mục Linh Nhi nhớ mày, nói ta tới đi. Mục Phong cười nhạt nói, yên tâm, đánh không lại ta liền để ngươi đến. Mục Linh Nhi nghe vậy cũng đành phải nhẹ gật đầu. Cái này Trương Chính Đào cũng là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị tu vi, bất quá lại là danh liệt bắt đầu phong vân bảng 94 tên, Trương Kiến Đường ca. Mục Phong nhìn qua Trương Chính Đào, đạm mạc nói, "Ra tay đi, thời gian của ta không nhiều lắm." Trong cơ thể hắn Lôi Đình chi lực sắp đến phản phệ thời điểm, một trận chiến này, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. "Yên tâm, ta sẽ rất nhanh để ngươi nằm trên đài." Trương Chính Đào nhe răng cười, "Bành," Trương Chính Đào tiếng nói rơi, thân thể ngay cả bước bước ra chạy về phía Mục Phong. Trong lòng bàn tay một cỗ màu lam cương nguyên lực hội tụ, một cỗ cường hãn năng lượng ba động tràn ngập. Mục Phong cũng chạy về phía đối phương, thể nội hỏa nguyên khí loại bên trong một cỗ cực nóng năng lượng cháy hừng hực tuôn hướng nguyên mạch. Bài Lãng trưởng, Trương Chính Đào gầm thét, một trường vỗ ra, một đạo gần trưởng lớn nhỏ màu lam thủ ấn gào thét đập thẳng hướng Mục Phong, uy lực cuồng bạo, một trường này đập xiết mà đến, mang theo thế như vạn tấn. Cái này Bài Lãng trưởng cũng là một môn hạ phẩm huyền kỹ mà lại cái này Trương Chính Đào đã tu luyện gần như viên mãn cửu viêm quyền bảo, mục phong gầm thét, một quyền oanh sát mà ra, cực nóng cuồng bạo quyền kình đánh vào màu lam thủ ấn bên trên. Oanh, hai cỗ năng lượng quét sạch nổ tung lên, hai người bị chấn động đến đều thối lui mấy bước, mục phong kêu rên, thể nội có một tia khí huyết quay cuồng, không ngừng lui lại. Trương chính đào chỉ là lui hai bước, sau đó ngưng trưởng không ngừng chụp về phía mục phong, trên trận bành bành nổ vang, khí lãng cuồng bạo. Mục phong như là một con ruồi, không ngừng trốn tránh, bất quá hắn trong hai tay, cương nguyên lực phân hóa vô số sợi tơ đan dệt đạo văn. Rất nhanh, bốn đạo huyết sắc kiếm ánh sáng ngưng tụ mục phong trong tay, phát ra kinh người kiếm khí. Nằm xuống, Trương Chính đào một trường từ trên trời giáng xuống, một cỗ khí thế nghiền ép mà xuống. Bách kiếm quy lưu, chém, mục phong mau lui, đồng thời hai tay vung lên, siêu, 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 bốn đạo huyết cương văn kiếm gào thét bắn ra, chém về phía một trường kia, sắc bén kiếm khí trực tiếp chạm phá trường kinh bốn đạo huyết cương văn kiếm bắn về phía trương chính đào trương chính đào người vội vàng đập giết văn kiếm trong đó hai đạo văn kiếm bị trưởng kình đánh nát thế nhưng là mặt khác hai đạo vậy mà ngoặt vào một cái né tránh công kích xuất tại trương chính đào trên thân a à, trương chính đào rú thảm song kiếm tại chung quanh hắn bay múa cắt chém trên thân cho hắn hoạch xuất ra từng đạo miệng máu rất nhanh người liền thành một cái huyết nhân tha mạc a à, ta nhận thua bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 245, thủ đoạn hèn hạ, hai thanh văn kiếm bay múa cắt chém, chương chính đào tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn giữa sân, kịch liệt đau nhức khiến cho hắn ngay cả cương nguyên hộ thể đều không thể dùng ra. Ta nhận thua, nhận thua, chương chính đào kêu thảm nhận thua, mục phong vung tay lên, hai thanh văn kiếm biến thành hai vệt huyết quang suốt vào trong hồ nước nổ tung lên. Đó là cái gì nguyên kỹ, vậy mà có thể linh hoạt như thế vận dụng khí cơ dẫn dắt kiếm khí công kích. Không thể tưởng tượng nổi, cái này đã có thể mạnh hơn linh hải cảnh người linh thức ngự vật đi. Mục phong thần kỳ ngự kiếm chi thuật để ở đây người một trận xôn xao, kinh tiếng ồn ào một mảnh. Ngoại phóng nguyên kỹ mặc dù cùng mình còn có thể có khí cơ dẫn dắt, bất qua có thể giống cái này bách kiếm quy lưu linh hoạt như thế vận dụng khí cơ câu thông nguyên kỹ công kích thủ đoạn ở đây người đều là đều chưa thấy qua. Mục phong đi hướng trương chính đào, mà trương chính đào trên thân đạo đạo vết kiếm, ra thịt bên ngoài lật, được không thê thảm. Người muốn làm gì, trương chính đào quá sợ hãi, ngay cả bước lui lại, thân thể vậy mà có chút run lên. Lấy ra, kim tệ, Mục Phong đưa tay ra, đạm mạc nói. Trương Chính Đào cắn răng, càn khôn giới chỉ bên trong quang mang lóe lên, một chương thông bảo kim thẻ xuất hiện trong tay. Tiểu tử, đi chết đi. Trương Chính Đào trong con người sát khí lóe lên, đột nhiên một trường bộc phát kinh người cương nguyên, chụp về phía Mục Phong. Đánh lén, một trường này nhanh chóng mà cuồng bạo, cách Mục Phong lại gần. Hèn hạ, sản đạo bên trên không ít thiên vẫn học viên gặp một màn này sắc mặt đại biến, chửi ầm lên. Muốn chết, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, một quyền bộc phát cuồng bạo hỏa diếm quyền kình oanh ra. Bành, hai cỗ khí lãng đối bính, Trương Chính Đào bị phản chấn lui lại, Mục Phong cũng liền liền lui về phía sau. Bất quá lúc này, Lôi Đình Bát Hoang đạp Lôi Đình thu hồi thể nội, một cỗ lực phản phệ quét sạch. Phốc phốc, Mục Phong sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, khí thế uể oải xuống dưới. "Tiểu tử, chết đi." Mục Phong trạng thái tại Trương Chính Đào cảm giác dưới, một trường nộ sát hướng Mục Phong. Một trường này đập thẳng hướng Mục Phong đầu lâu, gia hỏa này vậy mà hạ sát thủ. Mục Phong, Tiểu Phong, tất cả mọi người biến sắc, Khổng Nguyên Nhi thét lên, Mục Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, chạy như điên, thế nhưng là, đã tới đã không kịp, một trưởng kia hướng Mục Phong đầu lâu vỗ xuống. Tiểu Thiên, gào thét, bất quá lúc này, Mục Phong trong ngực một đầu bạch quang bắn ra, biến thành một đầu dài 20 mét đều màu trắng lớn dao, trong nháy mắt nhào cắn về phía trương chính đảo, cắn một cái tại trương chính đảo đập giết trên bàn tay, đầu lâu hất lên động. Phốc phốc, trương chính đào một tiếng rú thảm, cánh tay bị tiểu thiên cắn chúng tê cắn mà xuống, thân thể bay ra. Giống, tiểu thiên trong con người hung quang đại phóng, nhào cắn về phía trương chính đào, trong miệng một đạo xích hồng sắc hỏa cầu oanh ra. ầm ầm hỏa cầu đụng vào trương chính đào trên thân bạo tạc mà đến, thịt nát phải ra, trương chính đào bị oanh sát thành cặn bã. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người bị chưa kịp phản ứng, trương chính đào đã bị oanh thành thịt nát. Nhiệt xúc, bắt đấu học viện người giận dữ, từng cái sông về chiến đài. Tiểu thiên vội vàng bay trở về, bảo hộ ở mục phong bên người. Các người muốn làm gì? Thiên vẫn học viện người gặp một màn này cũng xông lên chiến đài, lập tức trên chiến đài hội tụ mấy trăm người. Mục Linh Nhi chạy tới, đỡ Mục Phong, quan tâm hỏi, không có sao chứ. Còn tốt có Tiểu Thiên, Mục Phong lắc đầu, mà lúc này, chiến đài hai phe học viên bên trong có mấy trăm người rằng co. Tiểu tử, luận bàn giao lưu người dám giết người. Mình Trần Thanh Niên tức giận nói, rõ ràng là các người người động sát tâm, chết cũng xứng đáng. Khổng Yến bọn người tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi người kia chính rõ ràng nhận thua, còn đánh lén giết ta, ta nghĩ đang ngồi chỉ cần con mắt không ngủ đều nhìn thấy đi, hắn chết, gieo gió gặt báo. Mục Phong lạnh lùng nói, không sai, chúng ta đều nhìn thấy, làm sao, bắt đấu học viện, các người nghĩ đến một trận bầy đấu sao. Thiên vẫn học viện các học viên, lúc này cũng là đứng tại thống nhất trận doanh, giận đối bắc đấu học viện. hóa tới thì tới, sợ các người bọn này rác rưởi. Bắt đấu học viện người giận dữ hết, song phương thế cục hết sức căng thẳng. Đủ rồi, bất quá lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Mấy đạo thân ảnh dạo bước đạp không mà đến, trong đó có áo trắng tóc trắng lão nhân, cũng có áo đen khôi ngô trung niên. Trần Phong viện trưởng, trịnh trưởng lão, còn có mấy tên bác đấu học viện trưởng lão đều chạy tới. Bọn hắn cũng một mực tại quan chiến huyết chiến đài, khúc trưởng lão, tiểu tử này giết học viện chúng ta người. Mình Trần Thanh Niên đối một vị bay tới bắt đầu trưởng lão lớn tiếng nói. Tên kia gọi khúc trưởng lão trung niên nhìn phía Mục Phong, cũng lộ ra một tia vẻ không vui. Trần Phong mấy người cũng là nhướng mày, vừa rồi xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng là thấy rõ ràng, là đối phương trước hạ sát thủ. Trần Viện Trưởng, hắn là học viên của các ngươi, xử lý như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi. Khúc trưởng lão đạo, đem vấn đề giao cho Trần Phong. Viện Trưởng, vừa rồi Mục Phong linh thú bị ép hộ chủ mới đánh giết bắt đầu học viên, lại là đối phương nhận thua đánh lén trước hạ sát thủ, mời Viện Trưởng cùng trưởng lão minh xét. Khổng Yến hạ thấp người cung kính nói, mời viện trưởng cùng trưởng lão minh xét, Mục Phong vô tội. Thiên vẫn các học viên cũng từng cái cao giọng nói, Mục Phong, người nói thế nào? Trần Phong nhìn về phía Mục Phong hỏi, Mục Phong ôm quyền nói, vừa rồi hết thảy tất cả mọi người để ở trong mắt, học sinh không lời nào để nói, chỉ là như học sinh không có đầu này linh thú, chỉ sợ hiện tại chết chính là ta. Trần Phong cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mục Phong gật đầu nói, không tệ, nhập viện nửa năm không có, có thể có cái này tu vi cùng chiến lực, không tệ, phía dưới đám người có chút kinh ngạc viện trưởng chẳng những không có trách tội ngược lại khích lệ mục phong mục phong cũng là sướng sờ sau đó vội vàng ôm quyền nói đều là trong học viện có phương pháp giáo dục trần viện trưởng người đây là ý gì khúc trưởng lão nhướng mày hỏi ha ha vừa rồi tình huống như thế nào khúc trưởng lão cũng nhìn thấy người hẳn là còn muốn để cho ta trách tội mục phong để cho ta thiên vẫn học viên bị các người học viên dùng thủ đoạn hèn hạ đánh giết trần phong cười to lạnh hỏi ngươi khúc trưởng lão lập tức bị tức phải nói không ra nói đến không nghĩ tới trần phong thân là chủ nhân vậy mà như thế không cho hắn khách nhân mặt mũi bất quá nghĩ đến cũng là lục đại viện ở giữa vốn là minh tranh ám đấu cướp đoạt nhân tài tài nguyên hôm nay trần phong như quái mục phong không biết sẽ rét lạnh nhiều ít học viện đệ tử tâm tốt cuộc nháo kịch này cứ như vậy thu tay lại đi các người cố gắng chiêu đãi bắt đấu học viện đồng học nhưng không cho dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ trần phong đối phía dưới thiên vẫn học viện học viên nói ngữ bên trong còn có một tia trào phúng tuân mệnh chúng ta tuyệt không sử dụng thủ đoạn hèn hạ thiên vẫn học viên giống to tức giận đến bác đấu học viện người từng cái sắc mặt tái xanh khó coi hừ khúc trưởng lão hừ lạnh một tiếng chừng phía dưới mình học viện các đệ tử một chút mang theo mấy tên trưởng lão cùng nhau rời đi ha ha làm được tốt mục phong không sai thật hả giận mục phong người cái này linh giao chỗ nào đến thật đúng là lợi hại đám người vây quanh mục phong cười nói ngữ bên trong cũng tràn đầy thiện ý đa tạ các vị học trưởng vừa rồi mở miệng tương hộ. Mục Phong cũng đối đám người ôm quyền nói tạ, hắn đối cái này thiên vẫn học viện, cũng coi là chân chính có chút lòng cảm mến. Mà Nam Lăng gặp cùng đám người hòa mình Mục Phong, sắc mặt lại là khó coi vô cùng, còn bị Mục Phong hung hăng lại đánh một mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 246, Linh Nhi thực lực, tu luyện giới xưa nay đã như vậy hiện thực, Mục Phong vừa thay mặt Mục Linh Nhi xuất chiến lúc nói móc không coi trọng người sao mà nhiều, bất quá bây giờ đâu, nhìn thấy hắn thực lực, còn có ai dám tại mở miệng mỉa mai. Bác đấu học viện sắc mặt người khó coi, bất quá mới vừa nói lời nói thật, chương chính đào tức hồn hển phía dưới đánh lén xác thực cũng là để bọn hắn thua lý. Mục Phong đi hướng sắc mặt khó coi Nam Lăng, diễu diễu nói, Nam Lăng học trường, một vạn học phần, tổng thể không khất nợ. Nam Lăng sắc mặt xanh xám, trong tay xuất hiện một chương học phần thẻ, tay run một cái bắn về phía Mục Phong, thẻ này bên trên quán chú một đạo hàn băng cương khí phóng tới, như là một đạo lợi kiếm, chỉ sợ kim thạch cũng cắt ra được. Mục phong trên bàn tay bao trùm một tầng máu vảy, lượn lờ huyết cương, đưa tay chụp một cái nắm vào, nhẹ nhõm đem thẻ đón lấy. Xoát một vạn học phần về sau mục phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, vẫn là nam lăng học trưởng hào phóng, biết ta không có nhiều ít học phần, cố ý chiếu cố. Mục phong tay run một cái, học phần thẻ bắn còn đưa nam lăng. Nam lăng đón lấy về sau hừ lạnh một tiếng, nói, chưa đắc ý, người ta trò chơi, vừa mới bắt đầu. Nam Lăng nói xong cũng không mặt mũi tiếp tục ở được, đợi Bắc Phương phủ một đám người trực tiếp rời đi. Mục Phong, ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp? Lúc này một thanh niên mặc áo bào đỏ lạnh giọng nói. Mục Phong nghe vậy nhìn qua, kia là bác đấu học viện một học viên, tuổi tác nhìn qua 23-24 tả hiếu. Ta cự tuyệt, Mục Phong nói thẳng, ngươi sợ sao, áo bào đỏ thanh niên cười lạnh nói. Sợ, Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó châm chọc nói, ngươi muốn mặt sao? Người có ý tứ gì? Áo bào đỏ thanh niên tức giận nói. Ta vừa bị thương không đề cập tới, xin hỏi học trưởng, người bao lớn niên kỷ. Nhiều ít tu vi, mục phong diếu cợt quát hỏi. 23, ngưng cương cảnh tứ trọng. Áo bào đỏ thanh niên lạnh lùng nói. Ha ha, ta mục phong 18 tuổi không đến, mới vào ngưng cương, người nói với ta sợ không phải có chút châm chọc sao. Mục phong cười to, mà áo bào đỏ thanh niên nghe vậy sắc mặt đỏ lên, tức giận đến nói không ra lời. Ha ha, đúng vậy a, à nếu là mục phong giống như ngươi niên kỷ tu vi chỉ sợ sau so ngươi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hắn có gì sợ ngươi như muốn chiến vậy ta nguyên hảo cùng ngươi chiến nguyên hạo cũng cười lạnh nói thiên vẫn trong học viện người cũng là mỉa mai lên tiếng ta thay ta đệ để tiếp nhận khiêu chiến của ngươi lúc này mục linh nhi đứng ra nói đám người có chút kinh ngạc mục linh nhi thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua nàng xuất thủ cũng tốt bất quá ngươi là nữ nhân ta cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc áo bào đỏ thanh niên cười lạnh nói tỷ ngươi mục phong có chút kinh ngạc mục linh nhi cười nhạt một tiếng nói ta mục ra cũng không phải một mình ngươi tại chống đỡ mục phong nghe vậy cười nhẹ gật đầu mục linh nhi đi ra nhìn qua áo bảo đỏ thanh niên mà những người khác cũng đều riêng phần mình lui về sạn đạo phía trên mục linh nhi cầm trong tay một đầu dài mấy mét nhuyễn tiên đầu roi là một đạo lưỡi dao mà áo bảo đỏ thanh niên cười lạnh một tiếng bước chân đạp mạnh thân thể bay vọt mà ra trong tay màu đỏ cương nguyên lực lượn lờ một chảo hướng mục linh nhi chộp tới cương nguyên chảo kình phá không mà tới, vậy mà chụp vào chính là Mục Linh Nhi lồng ngực. Vô sỉ, không ít thiên vẫn nữ học viên gặp một màn này không khỏi khẽ kêu giận mắng. Bất quá Mục Linh Nhi lại là bất phi sở động, trong tay trường tiên lắc một cái, bộc một tiếng, một đạo hỏa hồng sắc bóng roi cũng quật hướng về phía chảo kình, trực tiếp đem chảo kình quất nát. Kia áo bảo đỏ thanh niên trong tay xuất hiện một thanh trường thương, vung vẩy trường thương, một bổ mà xuống, một đạo hồng sắc quang nhận bổ về phía Mục Linh Nhi. Mục Linh Nhi thân ảnh lui nhanh, kia một sao bổ tại đá kim cương mặt đất đánh ra một đạo hỏa hoa sau đó trong tay nàng trường tiên lắc một cái quấn quanh mà ra như là một đầu linh xà quấn quanh hướng về phía đâm tới trường thương đem trường thương quấn quanh một vòng tay đột nhiên kéo một phát thanh niên kia biến sắc gầm thét một quyền hướng mục linh nhi oanh đến một đạo màu đỏ quyền kình cương mãnh bá đạo tựa hồ là muốn đem mục linh nhi thân thể mềm mại đánh nát mục linh nhi cười lạnh thể nội bạo phát ra cường tuyệt khí thế thình lình đạt đến ngưng cương cảnh ngũ trọng mục linh nhi ngọc thủ đánh ra một đạo màu đỏ cương nguyên lực trưởng kình cuồng bạo mà phát, đập nát thanh niên quyền kình. Ngưng cương ngũ trọng, thanh niên biến sắc, bị trưởng kình đánh vào lồng ngực, một tiếng rú thảm người thân thể quăng ra ngoài, rơi vào trong hồ. Mục Linh Nhi, thắng, thật là lợi hại, Mục Linh Nhi nhập viện hơn 2 năm, vậy mà tu luyện đến ngưng cương cảnh ngũ trọng. Mục ra xem ra ngoại trừ Mục Phong, còn có cái không tầm thường nữ tử A. Đám người một trận kinh ngạc, Mục Linh Nhi biểu hiện thực lực, hiện tại tuyệt đối không phải 95 tên đơn giản như vậy chỉ sợ có thể vào trước 70. Buồn cười năm trước Trương Kiến còn khiêu khích Mục Linh Nhi, nếu là thật sự là Mục Linh Nhi xuất thủ, Trương Kiến chết được càng khó coi hơn. Tốt, Nguyên Hạo giống to, trong con người không che giấu chút nào cuồng nhiệt, yêu thương. Mục Phong cũng rung động nhìn phía Mục Linh Nhi, sau đó cười so với ngón tay cái, hai năm này, tỷ hắn tốc độ tiến bộ thế nhưng là quá kinh người. Mục Linh Nhi cười đối Mục Phong phất phất tay, lại bài, bắt đấu học viện bên trong người sắc mặt âm trầm, ta đến chiến ngươi, sau đó một ngưng cương cảnh ngũ trọng bắt đầu học viên lại nhảy lên trận, cùng Mục Linh Nhi đối chiến, kết quả Mục Linh Nhi 10 chiêu đánh bại đối thủ. Mục Linh Nhi đánh 4 trận, 4 trận chiến đều thắng, cuối cùng bị một ngưng cương cảnh lục trọng bắt đầu cao thủ đánh lui chiến đài. Bất quá Mục Linh Nhi biểu hiện ra thực lực, lại là nàng thực lực chân chính sao. Bắt đầu học viện, thiên vẫn học viện các học viên đều nhất nhất nhảy lên đài đối chiến, song phương đều có thắng thua. Đến cuối cùng, thậm chí hai viện thập đại phong vân nhân vật bên trong đều có người nhảy lên đài giao thủ kia cơ hồ đều là ngưng cương cảnh cửu trọng cao thủ ở giữa chiến đấu, đánh nhau tràng diện nóng nảy, uy lực kinh người. Mà Mục Phong cũng tinh tế nhìn lại, quan sát người khác chiến đấu sở trường, trong óc huyến tưởng cùng người khác giao thủ, mình lại nên như thế nào ứng đối. Cuối cùng vệ giật phân cũng ra tay, vệ giật phân thực lực đích thật là cường hãn, cùng bắt đầu thứ nhất học viên, kia mình trần thanh niên giao thủ. Hai người một người kiếm pháp cao siêu, nhanh như kinh hồng, một người thương pháp cương mãnh bá đạo, đánh nhau trăm chiêu bất phân cao thấp, song phương kiêng kỵ phía dưới cũng không dám toàn lực hạ sát thủ cuối cùng rơi xuống cái thế hòa hai viện giao lưu luận bàn thẳng đến trạng vạng tối mọi người mới top năm top ba tán đi mục phong nguyên hạo cùng khổng nguyên nhi mục linh nhi khổng yến bọn người đi cùng nhau vừa đi bên cạnh trò chuyện nguyên hạo ôm mục phong kề vai sát cánh rất là thân thiện gia hỏa này cũng thông minh biết mục phong cùng mục linh nhi tình cảm sâu trước lấy lòng mục phong Tiểu Phong A, người biết lần này bắt đấu học viện vì sao lại đến học viện chúng ta giao lưu võ đạo sao? Nguyên Hạo cười nói, một bộ biết nội tình gì bộ dáng. Nội tình gì, Mục Phong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, biết lục viện thi đấu sao? Nguyên Hạo cười hỏi, tựa hồ người nghe nói qua. Mục Phong nhẹ gật đầu, sang năm A, chính là 4 năm một giới lục viện thi đấu, cái này bắt đấu học viện là đến sở học viện chúng ta sâu cạn, hắc hắc. Nguyên Hạo cười nói, thôi đi, ta cho là ngươi là muốn nói gì, Khổng Yến nhếch miệng, Nguyên Đại ca, Khổng Yến tỷ, cái này lục viện thi đấu đến cùng là chuyện gì xảy ra a? À? Mục Phong nghi hoặc hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 247, Lục viện thi đấu. Nhắc tới lục viện thi đấu đâu, liền muốn nói đến học viện chúng ta bên trong Thiên vẫn Phong Vân bảng, người biết vì cái gì lục viện đều có cái này Phong Vân bảng sao? Nguyên Hạo cười hỏi, chẳng lẽ không phải vì khích lệ đệ tử hăng hái tu luyện mới lập một cái xếp hạng sao? Mục Phong nghi vấn, leo lên thiên vẫn phong vân bảng, mỗi tháng đều có thể lĩnh miễn phí 1.000 học phần, trước 10 người, mỗi tháng 3.000 học phần. Nói cách khác, chỉ cần trên phong vân bảng chiếm cứ một cái danh ngạch, mỗi tháng đều có thể lấy không học phần tu luyện. Tại học viện, học phần tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thậm chí có thể đổi lấy huyền công, đây là rất nhiều người khát vọng leo lên phong vân bảng nguyên nhân, một là học phần, hai là nổi danh danh cùng lợi đều có, ai không tranh danh sách này. Người sống một thế, nhiều ít người chạy không phải liền là danh lợi hai chữ. Không sai, bất quá người chỉ nói đối một bộ phận, chỉ có leo lên phong vân bảng, mới có tham gia lục viện thi đấu tư cách. Nguyên hạo nói, lời kia nói đi cũng phải nói lại, nguyên đại ca, cái này tham gia lục viện thi đấu có chỗ tốt gì? Mục phong nghi hoặc hỏi, chỗ tốt, chỗ tốt lớn đi, huyền công người nghĩ nên hay không? Muốn đi, mà lại trực tiếp đưa người có thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới viên mãn huyền công truyền thừa người nghĩ nên hay không thậm chí còn có trong truyền thuyết thần thông nguyên hạo cười hắc hắc nói mục phong nghe vậy chỉ có thể là càng phát nghi hoặc được rồi ngươi nói một câu còn nói không rõ ràng ta tới nói a à. khổng yến gặp mục phong một mặt mộng bức trợn nhìn nguyên hạo một chút nói tại bắc nguyên vực a có một cái thứ nguyên kết giới tên linh hư giới cái này linh hư giới chỉ có người linh hồn lực có thể tiến vào mà tại linh hư giới bên trong, có bác nguyên vực rất nhiều linh hải cảnh cường giả sau khi chết lưu lại công pháp, mà lại loại này truyền thừa trực tiếp truyền thừa phương thức lưu lại. Tại linh hư giới bên trong, nếu là có thể giết vào thi đấu 10 vị trí đầu, liền có cơ hội lấy được truyền thừa, mà lại đạt được truyền thừa thông cảm liền vị cường giả kia đối công pháp cảm mộ, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tu luyện tới viên mãn, thậm chí lĩnh ngộ tiền bối kia khi còn sống võ đạo ý chí. Khổng Yến giải thích nói, linh hư giới, công pháp truyền thừa, võ đạo ý chí Mục Phong tự lẩm bẩm, đây hết thảy, tựa hồ đối với hắn đối tu luyện giới nhận biết, lại mở ra một cái thế giới. Tại linh hư giới bên trong, người thực lực chiến đấu, tất cả thủ đoạn, cùng thế giới chân thật không khác nhau chút nào, mà linh hư giới bên trong, dù là truyền thừa đến kém nhất công pháp nguyên kỹ, cũng sẽ không thấp qua huyền giai hạ phẩm, mà lại có thể trực tiếp tu luyện tới viên mãn, thậm chí có cơ duyên nghịch thiên người còn có thể truyền thừa đến địa giai thần thông công pháp nguyên kỹ, cơ duyên kia không thể bảo là là không mê người mà lại nếu có thể lĩnh ngộ ra tiền bối võ đạo ý chí, kia từ đây càng là siêu thoát phổ thông thiên tài, tại tu luyện con đường bên trên có thể đi được càng xa. Khổng Yến chậm rãi giới thiệu nói, không thể không nói, mục phong con người đều lửa nóng. Có thể trực tiếp tu luyện tới viên mãn công pháp truyền thừa, trong truyền thuyết võ đạo ý chí. Đây hết thảy hết thảy, không thể bảo là không mê người. Hắn mục phong, tâm động, hắc hắc, tâm động đi. Nguyên hạo cười nói, dụ người như vậy đủ loại điều kiện, nói không tâm động là không thể nào. Mục Phong cười nói, sang năm chính là lục viện thi đấu, hảo hảo cố lên nha, thực lực của ngươi A tiến vào phong vân bảng tham gia thi đấu hiện tại cũng không có gì vấn đề, bất quá muốn có được thứ tự rất khó, nhưng là ngươi còn trẻ, ngươi có lần thứ hai cơ hội, đi vào trước kiến thức một chút bắc nguyên vực thiên tài chân chính nhóm, đối ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn. Nguyên hảo vỗ vỗ Mục Phong bả vai nói, Mục Phong có thể đánh bại trương kiến, đã nói lên hắn hiện tại đã có danh liệt thiên vẫn phong vân bảng tên đuôi thực lực. Đương nhiên, vẹn vẹn tên đuôi mà thôi lần thứ hai sao, mục phong con người nhíu lại, một sợi phong mang ẩn mà không phát. Ta thế nhưng là không cam tâm lần thứ hai mới có thể có đến truyền thừa đâu. Đúng rồi, khổng yến tỷ lục viện bên trong, kia một viện mạnh nhất a à. Mục phong không khỏi hỏi, ừm, nhắc tới cái, mạnh nhất vẫn là đông vương học viện. Khổng yến nghĩ nghĩ nói, đông vương học viện, mục phong sướng sờ, chưa từng nghe qua danh tự này. Ừm, đông vương học viện tại Bắc Nguyên vực Đông Phương, chúng ta tại phương Tây, cách gần vạn dặm xa, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua, bất quá Đông Vương học viện thực lực đích thật là mạnh nhất, học viện người sáng lập Đông Vương, đây chính là tại Bắc Nguyên vực võ đạo xưng vương cường giả, trong học viện học viên cũng vô cùng cường đại, lần trước lục viện thi đấu, Đông Vương học viện liền chiếm cứ 10 vị trí đầu chi danh bốn cái danh ngạch. Khổng Yến nói, vậy chúng ta thiên vẫn học viện đâu, xếp hàng thứ mấy? Lần trước được mấy cái danh ngạch, Mục Phong hỏi, ngạch, thiên vẫn học viện xếp hạng sau 3 vị, lần trước tựa hồ không có người nhập 10 vị trí đầu. Khổng Yến nói đến cũng có chút xấu hổ. Mục Phong nghe vậy im lặng, xem ra kia cái gì Đông Vương học viện học viên võ đạo thực lực rất mạnh a. À. Tiểu Phong, chớ suy nghĩ quá nhiều, lần này ngươi có thể vào mở mang kiến thức một chút liền tốt, tỷ tin tưởng, lần tiếp theo ngươi đi vào, ngươi nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu đạt được truyền thừa. Mục Linh Nhi lôi kéo Mục Phong tay cười nói, nàng biết mình cái này đệ đệ lòng giả cao bao nhiêu, xưa nay không tình nguyện bình thường ở dưới người. Nói trắng ra là, Mục Phong người này có dã tâm lớn. Mục Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Đúng rồi, người bây giờ đột phá ngưng cương cảnh, ta đi chấp pháp đường cấp cho người nội viện đệ tử thủ tục, đến lúc đó người cũng có thể đem đến nội viện đi ở. Khổng Yến đột nhiên nhớ tới việc này, đối Mục Phong nói. Ừm, đa tạ Khổng Yến tỷ. Mục Phong nhẹ gật đầu, nội viện khu bên trong linh khí đều so ngoại viện nồng đập, mà lại mỗi người một gian độc lập tu luyện viện lạc, khác biệt ra viện ba người hỗn hợp một gian viện lạc. Mà lại nội viện đệ tử, chỉ cần học phần đủ, liền có thể dùng học phần hối đoái huyền công học tập. Mấy người phân biệt về sau, Mục Phong trước hết nhất đi tìm Uyển Nhi, hắn đã một tháng không gặp Uyển Nhi. Mục Phong đi tới ngoại viện nữ tử viện khu, đi tới Uyển Nhi chỗ ở. Bất quá còn không có tiếng viện tử, liền đã nghe thấy một trận tiếng ồn ào. Ca, ta nói, người về sau đừng lại đến can thiệp ta cùng Mục Phong, ta nói sẽ không gả cho Nam Lăng chính là sẽ không gả. Vân Thanh huyền đối Vân Dịch khẽ kêu nói, ba, Vân Dịch giận dữ, trực tiếp một bàn tay đánh vào Vân Thanh Uyển trên mặt. Một tát này đem Vân Thanh Uyển đánh cho ngu ngơ ở. Ca, người đánh ta, từ nhỏ đến lớn, người lần thứ nhất đánh ta. Uyển Nhi bụng mặt, hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận. Người biết người đang nói cái gì sao? Người làm sao như thế không hiểu chuyện? Chúng ta Vân Gia đã đáp ứng cùng Bắc Phương Phủ hôn ước, bây giờ người muốn hủy hôn, chúng ta Vân Gia có thể tiếp nhận Bắc Phương Phủ lửa giận sao? Người lại không có thay gia tộc và cha mẹ cân nhắc qua. Vân Dịch cũng là lửa giận công tâm cả giận nói, vậy ngươi có hay không thay muội muội của ngươi cân nhắc qua? Bành, lúc này cửa sân bị một cước đá văng, Mục Phong mặt âm trầm đi đến. Phong, Uyển Nhi thấy một lần Mục Phong, ủy khuất nước mắt trong nháy mắt trôi xuống dưới, nhào về phía Mục Phong ôm ấp. Mục Phong ôm Uyển Nhi, nhìn qua nàng thổi qua liền phá gương mặt trên da thịt dấu năm ngón tay, lửa giận trong lòng nhất thời. Mục Phong, lại là ngươi, ta đang giáo huấn muội muội ta, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi tới làm gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 248, Uyển Nhi Tâm, Vân Dịch nhìn qua Mục Phong, khí liền không đánh một chỗ tới. Mục Phong nhìn qua Vân Dịch, buông ra Uyển Nhi, lạnh lùng nói, vậy ngươi lại có cái gì tư cách giáo huấn Uyển Nhi? Cũng bởi vì ngươi là ca ca của nàng sao? Nếu ngươi thật coi nàng là muội muội của ngươi, ngươi có triển vọng hắn cân nhắc qua sao? Tại trong lòng ngươi, Người bất quá là coi Uyển Nhi là thành một kiện giao hảo Bắc Phương phủ hàng hóa, ngươi không xứng làm ca. Mục Phong ngón tay Vân Dịch, càng là không cho Vân Dịch một điểm mặt mũi. Phế vật, lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn ta, đừng tưởng rằng ngươi cầm cái tân sinh khảo hạch thứ nhất thì ngon, nói cho ngươi, bây giờ ta đã là nội viện đệ tử. Vân Dịch thanh âm lạnh như băng nói, nội viện đệ tử, không tầm thường sao, Mục Phong khóe miệng dương lên, đi hướng Vân Dịch để cho ta nhìn xem ngươi cái này nội viện đệ tử thực lực để cho ta nhìn xem ngươi lại có cái gì tư cách cho uyển nhi làm ca ca mục phong nói xong bước chân đạp mạnh trực tiếp một quyền đánh phía vân dịch hắn đã nhẫn không được cỗ lửa giận này ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì đồ vật vân dịch đối mục phong sớm có thành kiến cũng trực tiếp bộc phát một quyền đối oanh mà ra quyền thượng có cương khí kim màu vàng óng lượn lờ bành hai quyền đối bính mục phong quyền thượng lại truyền tới một cỗ cuồng bạo hơn lực bộc phát chấn động đến vân dịch không ngừng lui lại ngươi cũng đột phá ngưng cương cảnh làm sao có thể vân dịch biến sắc mục phong vào học viện mới bao lâu a à? ngươi cho rằng thế giới này chỉ có ngươi tại tiến bộ sao mục phong lạnh lùng nói ít cuồng vọng vân dịch gầm thét thân thể nhảy lên một cái một trưởng hướng mục phong giận bổ xuống khai nguyên trưởng bạch một đạo mấy thước kim sắc trường đao hướng mục phong giận chém mà xuống một trưởng này nhưng mở đá lớn vạn cân cửu viêm quyền bảo mục phong thể nội hỏa nguyên lực điều động thiêu đốt máu cương nguyên lực một quyền oanh sát mà ra xích hồng sắc quyền kình gào thét mà đi. Bành, hai cỗ năng lượng đối bính, quyền kình trực tiếp đánh nát trưởng đao đánh vào vân dịch lồng ngực. Phốc phốc, vân dịch thổ huyết mà bay, đụng vào trên vách tường, vách tường rung ra từng tia từng tia khe hở. Mục Phong tiến lên bắt lại vân dịch, từng quyền hung hăng đánh vào vân dịch trên mặt. Vân dịch, người đến cùng biết hay không cái gì gọi là thân tình, cái gì gọi là yêu. Người đến cùng coi uyển nhi là thành cái gì, hàng hóa sao. Mục Phong gầm thét, từng quyền đánh cho vân dịch miệng phun máu tươi. Phong, được rồi, đừng đánh nữa. Vân Thanh Huyền vội vàng tới kéo Mục Phong. Mục Phong lúc này mới một thanh thả Vân Dịch nhét vào trên mặt đất. Vân Dịch nằm trên mặt đất, nhìn qua Mục Phong, trong con người còn có một tia hoảng sợ. Vì cái gì, thực lực của hắn tiến bộ sẽ như thế nhanh chóng? Ca, Vân Thanh Huyền vội vàng đi qua đỡ dậy Vân Dịch, tiếng khóc nói: Ngươi chưa hề chỉ biết là gia tộc, không biết cảm thụ của ta. Các ngươi trong mắt chỉ có lợi ích, ta là muội muội của ngươi a, à. ta như thật gả cho Nam Lăng, ta cả đời này cũng sẽ không khoái hoạt. Ngươi biết cái gì, ngươi muốn cùng Mục Phong sao? Ngươi biết gia tộc của hắn tình huống như thế nào sao? Chớ nhìn hắn hiện tại đắc ý, một ngày nào đó hắn mục ra sớm tối bị Bắc Phương phủ hủy diệt, ngươi theo hắn chính là tự tìm đường chết." Vân Dịch cũng phẫn nộ nói, "Đủ rồi, Uyển Nhi, cùng loại này trời sinh chỉ thích hợp khi nô người ngươi còn có cái gì dễ nói? Vân Dịch, ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không xứng làm một cái võ giả, ngươi ngay cả cơ bản nhất lòng cường giả đều không có. Bắc Phương phủ hiện tại thế mạnh, bất quá cho ta thời gian 3 năm." ta mục phong tất lật đổ bắc vương phủ. Mục phong quá khứ đem Uyển Nhi kéo tới, nhìn qua vân dịch lạnh lùng nói. Ba năm, buồn cười, người dựa vào cái gì? Vân dịch xoa xoa đổ máu khóe miệng cười lạnh, bằng một lời không tắt nhiệt huyết, bằng một khỏa bất khuất võ tâm. Mục phong chữ chữ như tranh, nói xong lôi kéo Uyển Nhi rời đi. Mà lúc này đối diện lại là đi tới hai thiếu nữ, là Vân Thanh Uyển cùng phòng đồng học. Là Mục Phong, Mục Phong, người hôm nay rất đẹp trai. Mục Phong, ngươi thật lợi hại, chúng ta hôm nay nhìn ngươi luận võ, thật là lợi hại a. À, có thể cho chúng ta ký tên sao Mục Phong? Bây giờ ngươi thế nhưng là thiên vẫn học viện cái thứ nhất nhập viện nửa năm không đến liền danh liệt thiên vẫn phong vân bảng học viên đâu? Hai thiếu nữ vây quanh, Líu Dúi nói, ánh mắt lửa nóng. Tiểu Thuần, Tiểu Na, các ngươi nói cái gì đó? Phong hắn tên liệt Phong mây bảng, Quyền Nhi kinh ngạc hỏi, Quyền Nhi, thật hâm mộ ngươi, có lợi hại như vậy bạn trai, ngươi còn không biết đi? Hôm nay Mục Phong đại phát thần uy đánh bại bắt đầu phong vân bảng bên trên cao thủ, bây giờ càng là danh liệt chúng ta thiên vẫn phong vân bảng 94. Tiểu Nam một mặt hâm mộ nói, cái gì, hắn, hắn danh liệt thiên vẫn phong vân bảng. Vân dịch một bên cũng nghe ngây người, chấn kinh nhìn qua mục phong. Uyển Nhi cũng thế, nhìn phía bên cạnh mình thiếu niên, trong đôi mắt đẹp cũng có không thể tưởng tượng nổi. Hai vị, không quấy dày, ta cùng Uyển Nhi đi trước một bước. Mục Phong cười nhạt một tiếng, lôi kéo Uyển Nhi bước nhanh rời đi. Mục Phong, Mục Phong chớ đi a à, người còn không có cho chúng ta ký tên đâu vân dịch nhìn qua mục phong bóng lưng trong lòng thật lâu không thể lắng lại danh liệt phong vân bảng khái niệm gì nói cách khác vạn tên học tử bên trong mục phong thực lực đã xếp hạng top 100 mà hắn mới tiến vào học viện bao lâu nửa năm không đến nếu là một năm hai năm thậm chí ba năm sau đâu mục phong sẽ tới cái tình trạng gì cho ta thời gian ba năm ta tất lật đổ bắc phương phủ bằng một lời không tắt nhiệt huyết bằng một quả bất khuất võ tâm Thiếu niên giờ phút này như là kinh lôi nổ vang tại vân dịch bên tai, thật lâu không thể lắng lại. Mục Phong, vân dịch tự lẩm bẩm, ánh mắt trở nên phức tạp. Mục Phong nắm Uyển Nhi tay đi tại rừng phong bên trong, Uyển Nhi thời khắc này thần sắc còn có chút ảm đạm. Thế nào, còn đang suy nghĩ người ca ca nói lời sao? Mục Phong ôn nhu hỏi, không, không phải, Uyển Nhi lắc đầu, đừng gạt ta, người còn có chuyện gì có thể lừa gạt được ta? Mục Phong dừng lại, ôm Uyển Nhi, ôn nhu nói, người đã nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi cũng sẽ bồi tiếp ta, thế nhưng là, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi ta, cho dù là ca của ngươi, gia tộc của ngươi, bác vương phủ. Phong, ta chẳng qua là cảm thấy ta vô dụng, Uyển Nhi rốt cuộc nhịn không được, tại yêu người trong ngực nức nở. Nếu là ta có đầy đủ thực lực, gia tộc có phải hay không liền sẽ không đang can thiệp ta, có phải hay không ta có đầy đủ thực lực, liền không có người có thể ngăn cản ta làm bạn ngươi. Uyển Nhi nghẹn ngào nói. Mục Phong nghe vậy trái tim như bị kim đâm đồng dạng khó chịu, suy cho cùng vẫn là chính hắn không đủ mạnh, không có vãn hồi cùng cải biến hết thảy thực lực. Uyển Nhi những lời này càng làm cho Mục Phong suy nghĩ sâu xa tỉnh lại. Lạc chủ a à, Lạc chủ, người là có hay không cũng từng có dạng này bất lực thời điểm đâu, người lại là làm sao làm đâu? Phong, ta cũng muốn mạnh lên, ta cũng phải trở thành khó lường cường giả, ta không thể chỉ là để ngươi đến bảo hộ ta. Uyển Nhi đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng kiên định nói với Mục Phong nàng chưa từng có như vậy khát vọng mạnh lên, như vậy khát vọng thực lực qua. Mục Phong nhìn qua Uyển Nhi, trầm giọng nói, nếu như, thực lực sẽ để cho người biến thành một cái huyết tinh lạnh lùng người, người còn nguyện ý sao? Nếu như có thể mạnh lên cùng với ngươi, ta nguyện ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 249, Thái Thượng Vong Tình, Uyển Nhi vô cùng kiên định nói, Mục Phong nghe vậy trên mặt vẫn còn có do dự, xoắn suýt hắn cho mình hai cái huynh đệ đều có chút không tệ công pháp, duy chỉ có không có cho Mộc Linh Nhi cùng Uyển Nhi. Không phải Hy Nguyệt không có khuynh hướng nữ hài tử phương pháp tu luyện. Trong đó có một bộ, tên Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh. Công pháp này chi cao minh, phẩm dài càng là địa dài phía trên, là chư thiên vạn giới bên trong, một cái tên là Tố Nữ Tông Cường Đại Tông môn công pháp, là năm đó Hy Nguyệt đánh chết một Tố Nữ Tông nữ cường giả đoạt được. Công pháp này mặc dù cường đại, bất quá có một chút, tu luyện về sau sẽ đối với thân tình, hiếu nghị, tình yêu các loại thất tình lục dục càng lúc càng mờ nhạt mạc, biến thành vô tình vô dục người. Mục Phong làm sao có thể nguyện ý để cho mình yêu hai nữ tử biến thành loại người này, cho nên một mực không có cho Vân Thanh Uyển cùng Mục Linh Nhi. Uyển Nhi cũng là nhất phẩm nguyên cốt, thiên phú đến, hiện tại cũng có tử phủ cảnh đại thiên vị tu vi, nếu là có thể có một bộ tốt nhất công pháp, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mục Phong đang do dự, bộ công pháp kia đến cùng có nên hay không cho Uyển Nhi tu luyện. Mục Phong lẳng lặng ôm nước nở Uyển Nhi, nhưng trong lòng thì tại cùng hy nguyệt trò chuyện nguyệt nhi ta nên làm cái gì việc này chính ngươi quyết định ta không muốn làm giữa ngươi bất quá mỗi người đều có lựa chọn mạnh lên quyền lợi nếu như một người đối một người khác tình cảm đến chân chính sâu vô cùng trí tình tình trạng như thế nào một bộ công pháp có thể chặt đứt tơ tình khi nguyệt đáp lại nói không có khuyên mục phong cái gì không nói chuyện bên trong chị ý đã khuyên hướng để vân thanh uyển tu luyện kia công pháp mục phong trầm mặc suy tính hồi lâu sau hắn mới đáp lại nói ngươi nói không sai có lẽ ta trước kia chỉ cân nhắc đến mình cùng uyển nhi tình cảm không có cân nhắc nàng chân chính tương lai cái này không phải là không ta ích kỷ mục phong hít sâu một hơi bưng lấy uyển nhi mặt đối cái này uyển nhi hôn xuống hai môi triền miên uyển nhi cũng ngượng ngùng đáp lại nàng cảm thấy phong trong lòng tựa hồ đã làm một cái vô cùng trật vật quyết định nàng cũng cảm thấy hắn đối nàng trí tình sâu vô cùng tình cảm hai người hôn thật lâu mục phong mới buông ra gương mặt hồng nhuận hô hấp có chút gấp rút thổ khí như lan uyển nhi uyển nhi xin nhớ kỹ ta yêu ngươi, thật rất yêu ngươi, ngươi biết không, thế giới này tàn khốc nữa cùng lãnh huyết, lòng ta xưa nay sẽ không tuyệt vọng, bởi vì ta có ngươi. Mục Phong bưng lấy Uyển Nhi mặt, nhẹ giọng nỉ non nói, con mắt màu đỏ ngòm bên trong không nói ra được nhu tình. Uyển Nhi không rõ Mục Phong vì cái gì nói những này, bất quá Mục Phong ánh mắt, sau đó trở nên kiên định. Ta có một bộ công pháp, tên Thái Thượng Vong Tình Tố Nữ Kinh, công pháp này phẩm giai càng tại địa giai phía trên, cực kỳ lợi hại, bất quá cũng có một chút tệ nạn mục phong cho uyển nhi nói đến bộ công pháp kia tệ nạn chỗ để uyển nhi lựa chọn tu luyện hay không uyển nhi sau khi nghe xong vừa khiếp sợ lại là do dự bất quá nàng cũng tin tưởng vững chắc mình không có khả năng bởi vì một bộ công pháp mà quên mục phong uyển nhi cuối cùng vẫn lựa chọn tu luyện bộ công pháp kia mục phong nhẹ gật đầu trực tiếp từ tu la thần ngọc bên trong đem bộ công pháp kia linh giản lấy ra giao cho uyển nhi bồi uyển nhi nửa ngày mục phong cũng sẽ đến chỗ ở của mình kết quả tối hôm đó Khổng Yến liền vì Mục Phong chuẩn bị xong tại nội viện viện lạc, kia là một chỗ bốn thất một phòng khách viện lạc, diện tích rộng rãi, tiền viện bên trong còn trồng cây đào hoa lê, phi thường tính nhã. Mục Phong chuyển vào đến nội viện khu, cùng ngày Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, cùng Mục Phong quan hệ tương đối gần Mục ra các đệ tử đều đến ăn mừng, một đám người uống cái say mềm. Mà Bạch Tử Dược cũng đem mình nguyên khí bên trong biến dị sự tình cũng nói cho Mục Phong nghe. Mục Phong nghe xong cũng là một trận kinh ngạc, nguyên khí bên trong ẩn chứa độc tính. Loại chuyện này hắn cũng là chưa từng nghe nói qua, hắn hỏi Hy Nguyệt. Hy Nguyệt phỏng đoán là bởi vì bạch tử dược thể chất vấn đề, phệ linh thể kỳ dị đang hấp thu cùng đồng hóa, hắn trúng độc nhiều ngày, hắn phệ linh thể có khả năng hấp thu thích ứng độc kia tính, bắt đầu đến bạch tử dược nguyên khí bên trong đều ẩn chứa có độc tính tồn tại. Lời giải thích này xem như tương đối hợp lý, Mục Phong nói cho bạch tử dược nghe, cũng làm cho hắn không cần phải lo lắng, bạch tử dược lúc này mới đem tâm buông xuống sau đó trong thời gian bác đấu học viện người cũng thường hẹn thiên vẫn học viện tại huyết chiến trên đài luận bàn bất quá mục phong lại là không có đi tham dự chính hắn tại thiên vẫn thác nước lẳng lặng tu luyện tu luyện khống chế của hắn năng lực lực khống chế tu luyện chỗ tốt mục phong đã là cảm nhận được chiến đấu thời điểm có thể tốt hơn khống chế nguyên lực thu phóng không lãng phí nhiều hơn nguyên lực mà lại tu luyện công pháp huyền kỹ tốc độ cũng sẽ bởi vì lực khống chế tăng lên mà trở nên càng lúc càng nhanh ầm ầm dưới thác nước mấy chục mét thác nước xung kích mà xuống thiếu niên nửa thân trần thân thể đứng tại mai hoa thung bên trên, đao trong tay không ngừng chém vào, không ngừng lặp lại cùng một cái động tác, chính là chém vào. Đao thế nhanh như thiểm điện, suốt đao tốc độ tại thác nước xung kích phía dưới tựa hồ không nhận một tia ảnh hưởng. Mà thác nước trên vách đá dựng đứng, bị đao kình xé rách thác nước, lưu lại từng đạo vết đao. Luyện nửa canh giờ đao, Mục Phong hai tay hai chân đều đã mất đi chi giác, rốt cục nhịn không được bị sông nằm ở trong tiểu đàm. Bất quá Mục Phong nhưng không có như vậy nghỉ ngơi, bơi lên bờ, phân hóa nguyên tia, luyện chế khống chế nguyên lực lực. Huyết sắc cương nguyên lực phân hóa thành trăm đạo nguyên tia tuôn ra, trước người đan dệt đạo văn, mười hơi thời gian bên trong, mục phong trước người cấu tạo ra mười chuôi huyết sắc văn kiếm. Ngưng cương cảnh nhất trọng tu vi, khí cơ khống chế mười chuôi văn kiếm, đã là mục phong cực hạn. Mười kiếm ở giữa không trung vung vẩy giao thoa, thu phóng tự nhiên, mục phong không ngừng sách thân nguyên lực cấu văn tốc độ. Đối với mình đạo văn tu vi, mục phong đồng dạng là không có rơi xuống, tốn không ít tinh lực tại đạo văn phía trên, thời gian có khi không đủ dùng đến một ngày hận không thể vịn thành hai ngày sử dụng. Đảo mắt, thời gian lại qua nửa tháng lâu, bắt đấu học viện học viên đến thiên vẫn học viện giao lưu đã kết thúc, trở về bắt đấu học viện. Mà lục viện thi đấu tin tức cũng tại học viện các học viên ở giữa lặng yên truyền ra, học viện trong nháy mắt tựa hồ lâm vào chưa từng có tu luyện nhiệt tình bên trong. Huyết chiến trên đài chiến đấu càng là ba ngày hai đầu không ngừng, không ngừng có người khiêu chiến thiên vẫn phong vân bảng, tranh thủ đi lục viện thi đấu danh ngạch tư cách mà thiên vẫn phong vân bảng bên trên thứ tự, cũng đang không ngừng có biến động, có một ít bình thường ở trong học viện tiềm tu cao thủ, đột nhiên như là hắc mã giết ra, tên liệt phong mây bảng. Bất quá bây giờ biến động thứ tự, cũng phần lớn đều là xếp hạng sau 50 vị, đuôi mặt 10 tên, càng là thường xuyên biến động. Muốn nói thiên vẫn phong vân bảng phía trên, ai tu vi thấp nhất. Vậy khẳng định là ngưng cương cảnh nhất trọng mục phong, hắn là duy nhất ngưng cương cảnh nhất trọng leo lên phong vân bảng học viên, muốn khiêu chiến mục phong người càng là nhiều bất quá mục phong dốc lòng tu luyện cũng không để ý tới người khác ứng chiến mà phong vân bảng lại có cái quy củ người khác khởi xướng khiêu chiến sau 10 ngày không ứng chiến người đem coi là bỏ quyền nhận thua bị người khiêu chiến thay thế mục phong chín mươi bốn xếp hạng cũng bởi vì không có ứng chiến mà bị một người khiêu chiến thay thế bạn đang nghe chuyện trên kênh tom audio nếu thấy hay hãy like xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương hai trăm năm mươi lôi vũ quốc độ thiên vẫn cốc tàng thư trong điện tàng thư điện không phải học viện cất giữ công pháp tàng thư tháp các, nơi này sách đều là một chút bác nguyên vực tu luyện giới bên trong tạp đàm, nhân vật truyền kỳ, giã sử, quốc gia lịch sử, thiên văn, địa lý các loại phương diện thư tịch. Mục Phong tại tàng thư trong điện đọc qua từng quyển từng quyển địa lý thư tịch, tìm kiếm một chỗ. Suốt cục, một bản địa lý trên sách một chỗ, đưa tới Mục Phong chú ý. Lôi Vũ Quốc, Mục Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng lật lên xem bản này liên quan tới giới thiệu Lôi Vũ Quốc sách. Lôi Vũ Quốc, cũng là Bắc Nguyên vực bên trong một quốc gia, quốc lực cùng Nam Linh quốc không sai biệt lắm. Này nước bởi vì địa lý nguyên nhân, một năm bốn mùa bên trong, mùa mưa chiếm đại đa số, lâu dài đều là điện mưa lôi minh. Lôi Vũ quốc bên trong mạnh nhất một cái thế lực là một cái tên là Lôi Vũ tông tông môn thế lực, mà này tông môn thế lực cường đại, thực lực thậm chí tiếp cận lục đại học viện. Mà khi Mục Phong trông thấy liên quan tới Lôi Vũ tông lúc giới thiệu, hắn lại là chấn kinh. Lôi Vũ tông đương đại tông chủ, Linh Hải Cảnh Nguyên tông cường giả Liễu Thiên Diệp, Liễu Thiên Diệp, cái tên này như là một đạo thiểm điện chém vào mục phong trong óc, một lão giả thân ảnh xuất hiện ở mục phong trong óc. Hôm đó tại An Nam lĩnh bên trong, vị lão nhân kia bản thân bị trọng thương, khí tuyệt thời khắc hấp hối truyền cho mục phong một bộ uy lực kinh người chiến đấu bí thuật, lôi đình bát hoang đạp. Mà vị lão nhân kia danh tự, không phải là liền gọi Liễu Thiên Diệp sao? Thiên Diệp lão sư, mục phong có chút chấn kinh, tiếp tục xem xuống dưới, liên quan tới Liễu Thiên Diệp giới thiệu, trong đó thật đúng là nâng lên Liễu Thiên Diệp một loại có thể đột nhiên tăng lên sức chiến đấu cường hãn bí thuật, lôi đình bát hoang đạp. Nhìn đến đây, Mục Phong đã có thể xác định, hôm đó chết đi bị hắn tự tay hậu táng lão nhân, chính là cái này lôi vũ tông chủ Liễu Thiên Diệp. Phía trên còn nâng lên một chút lôi vũ tông cường giả, một người trong đó, đưa tới Mục Phong chú ý. Liễu Thiên Diệp nghĩa tử, Liễu Kinh, nguyên đan cảnh bát trọng cường giả, cũng là lôi vũ quốc nổi danh thiên tài, tuổi tác bất quá 50 tuổi liền đã tu luyện đến nguyên đan bát trọng, là Liễu Thiên Diệp dự định người nối nghiệp. Mục Phong trông thấy cái tên này, lại là lộ ra một sợi sát cơ. Cái này Liễu Kinh, không phải là mưu sát Liễu Thiên Diệp, mưu sát lão sư hắn, mưu sát mình nghĩa phụ xúc sinh à. Mục Phong cũng tại Liễu Thiên Diệp trước mộ phần đã thề, nếu có một ngày thực lực đạt tới, Mục Phong sẽ chính tay đâm Liễu Thiên Diệp, vì lão sư báo thù. Mà Liễu Thiên Diệp trước khi chết đã từng nói cho hắn biết, lúc có một ngày thực lực đạt tới thời điểm, đi một cái gọi lôi trì địa phương, nơi nào có hắn muốn cho Mục Phong đồ vật, mà Mục Phong cũng chính là đến cha lôi chỉ chỗ, cùng cha tìm sinh ra thiên địa lôi cương địa phương. Cái này lôi vũ quốc bên trong, cũng bởi vì lôi linh khí nồng đập, một năm bốn mùa nhiều điện tiểm lôi minh chi quý, dễ dàng sinh ra lôi cương chi khí. Mục Phong tiếp tục đọc qua bản này liên quan tới lôi vũ quốc giới thiệu sách, trong đó một chỗ, thình lình đưa tới Mục Phong chú ý. Lôi lâm, không sai, chính là lôi lâm. Đây là lôi vũ quốc bên trong một mảnh kỳ lạ chi địa, thừa thái lôi cương chi khí, lôi thuộc tính hung thú đông đảo, lại tại chỗ sâu, có một chỗ tên là lôi trì, cái này lôi trì là lôi vũ tông cấm địa, thường nhân không được xâm nhập. Lôi lâm, lôi trì, Mục Phong sờ lên cầm, nhìn qua cái này gọi lôi lâm địa phương, lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra hắn muốn đi tìm kiếm thiên địa lôi cương, cái này lôi lâm là bắc nguyên vực bên trong, một chỗ tuyệt hảo lựa chọn. Mục Phong sau khi xem xong, khép sách lại, thiên địa này lôi cương hạ là có. Mục Phong cũng không dài dòng, rời đi cái này tàng thư điện, trở về chuẩn bị đi. Văn Phù đan dược những vật này chuẩn bị đầy đủ, mua một chương lôi mưa nước địa đồ, Mục Phong chuẩn bị tiến về lui vũ quốc. Phong ca, lần này thật không cần chúng ta cùng ngươi đi sao? Mục cuồng hỏi, đúng vậy a, à, hiện tại ta cũng tu luyện đến ngưng cương cảnh, tiểu cuồng thực lực cũng không yếu, nói không chừng đi chúng ta còn có thể giúp đỡ một chút đâu. Bạch tử dược cũng nói, không cần, chính các ngươi hảo hảo tu luyện đi, chớ vì chuyện của ta làm trễ nải chính các ngươi tu luyện, lần này ta đi nhanh đoán chừng trong một tháng liền có thể trở về. Mục Phong trên lưng chiến đao cười nói, mà Tiểu Thiên chờ đợi ở một bên đã biến thành một đầu màu trắng lớn giao lơ lửng giữa không trung bên trong. Tốt a, à, kia Phong ca chính người coi chừng. Hai người nhẹ gật đầu. Mục Phong thân thể nhảy lên một cái, bước lên hơn 10 mét trên không lơ lửng Tiểu Thiên phần lưng. Giống Tiểu Thiên một tiếng long ngâm, bên ngoài thân màu đỏ trắng nguyên lực phun trào, bay về phía bầu trời, mang theo một cuồng bay về phía chân trời. Thiếu niên đạp ở giao lưng, người đeo một thanh to lớn chiến đao hai tay vây quanh nhìn qua phương xa dâng lên mặt trời đỏ tóc trắng dưới ánh mặt trời phản xạ ra thất thải quang hoa áo bảo đen đón gió phần phật tựa như tiên lôi vũ quốc cách thiên vẫn học viện nơi ở không sai biệt lắm có bốn ngàn dặm xa khoảng cách cũng là xa xôi bất quá tiểu thiên tốc độ phi hành hơn nửa ngày tranh lệch thời gian không nhiều liền có thể tiến vào lôi vũ quốc trong biên giới mục phong một đường du lãm dưới chân vạn dặm sơn hà cũng không thấy đến phát chán không sai biệt lắm lúc chiều mục phong liền có thể tiến vào lôi vũ quốc cảnh hiện tại chính là mùa hạ dông tố quý vượng nhất thời điểm chung quanh thời tiết dần dần cũng thay đổi nhan sắc bầu trời xa xăm bên trong mây đen càng là đen nghịt một mảnh có màu trắng lôi đình tại trong lôi vân lượn lờ ẩm ẩm tiếng oanh minh vang vọng màng nhĩ của người ta lôi đình uy lực mạnh yếu cũng có thể căn cứ nhan sắc phán đoán màu trắng lôi điện chỉ là phổ thông tự nhiên lôi đình uy lực uy lực mạnh hơn là màu lam sau đó là màu đỏ tử sắc lôi đình uy lực mạnh mẽ nhất mục phong đạp cái này tiểu thiên bay ở hơn hai mét không trung Kia lôi đình tiếng oanh minh như bên tai bờ, trong không khí thậm chí có thể cảm nhận được một tia tê dại dòng điện. Mục Phong thấy phía trước có một mảnh lôi vân đoàn, lôi điện còn không có triệt để thành hình, lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ gặp hắn phía sau đột nhiên sinh ra một đôi huyết hồng sắc cánh lông vũ, Mục Phong chấn động hai cánh, bay vào lôi vân đoàn bên trong. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong đã vận hành lên lôi đình bát hoang đạp tâm pháp, chung quanh lôi đình chi lực, lôi linh khí, hội tụ thành từng đạo màu trắng lôi đình, oanh kích vào Mục Phong thể nội. Giống Mục Phong trong miệng phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, quanh quẩn vân tiêu. Đám lôi vân này đoàn bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, không ngừng chém vào Mục Phong thân thể, mục thể một cỗ lôi đình chi lực xung kích, tóc trắng dựng đứng. Thời gian dần trôi qua, trong đám mây lượn lờ lôi đình chi lực thưa thất lên, hội tụ nhập Mục Phong thể nội, những này lôi đình chi lực tràn vào Mục Phong thể nội, kia đạo thứ năm vốn muốn nhanh ngưng tụ lôi đình chi văn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mục Phong lôi đình bát hoang đạp, tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Nếu là hiện tại hắn toàn lực bộc phát, có thể trong nháy mắt tăng lên bộc phát gấp 5 lần lực bộc phát. Đương nhiên, kia lôi đình bát hoang đạp lực phản vệ cũng càng mạnh hai điểm. Trước kia hy nguyệt cho hắn cải biến một chút công pháp, tứ trọng trở xuống không có cái gì lực phản vệ, nhưng tiết lực thông qua nguyên mạch hóa giải, tứ trọng phía trên thời điểm, lực phản phệ cường đại liền không cách nào hoàn toàn hóa giải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 251, Tụ Lôi Chi ngũ trọng lực phản phệ, đã có thể để cho mục phong thụ nội thương, bất quá cái này cưỡng ép tăng lên không thuộc về mình tu vi lực lượng, cái kia có thể không đánh đổi một số thứ. Đối với cái này mục phong cũng thoải mái, nếu không phải đụng tới tu vi cường tự mình rất nhiều địch nhân, hắn cũng sẽ không sử dụng thương thế kia địch tổn thương mình bí thuật. Bất quá hắn sức khôi phục vốn là mạnh người bình thường rất nhiều, cái này bí thuật phản phệ hiệu quả đối với hắn mà nói, đã tiểu những người khác nhiều lắm. Hấp thu đám lôi vân này bên trong lôi đình chi lực, mục phong bay trở về tiểu thiên phần lưng, Thu máu của mình cánh, bên trên bầu trời cũng rơi ra mưa to. Mục Phong cương khí ngoại phóng, hạt mưa rơi vào ba thước bên ngoài mình bị cương khí bắn ra. Hắn cầm trong tay quyển trục địa đồ quan sát. Hắn hiện tại đã là tiến vào lôi vũ quốc cảnh bên trong, cách lôi lâm nơi ở không sai biệt lắm, còn có gần nghìn dặm khoảng cách. Kia lôi vũ tông liền xây dựng ở lôi lâm chi địa một tòa sơn mạch bên trên. Mục Phong thu địa đồ, phân biệt phương hướng, ngồi tại tiểu thiên trên lưng tiếp tục hướng lôi lâm phương hướng xuất phát. Trạng vạng tối tả hiếu. Tiểu Thiên tại một tòa cự đại thành trì bên ngoài rơi xuống quấn quanh ở Mục Phong cánh tay, mà Mục Phong cõng chiến đao đi vào tòa thành trì này bên trong. Mà cái này thành trì hậu phương chính là một mảnh rừng rậm bát ngát, mà phía trên vùng rừng rậm kia không càng là lôi vân cuồn cuộn, thường có lôi điện từ trên không bạo kích mà xuống. Lôi Lâm Thành, đây là tòa thành trì này danh tự. Cho dù đổ mưa to, bất quá kia trên đường cũng rất náo nhiệt, mọi người che dù lui tới. Cũng có hắn tử trần chuồng nửa người trên, hành tẩu tại mưa ngõ hẻm trong mà mục phong không có bông dù hạt mưa rơi vào hắn ba thước bên ngoài bị một cỗ khí cơ bắn ra loại này tránh mưa thủ đoạn chỉ cần là tử phủ cảnh người tu luyện đều có thể cho nên cũng không có cái gì kỳ quái cái này lôi vũ quốc thật đúng là danh phù kỳ thực mục phong đi tại trên đường cái cảm thắn nói từ khi hắn tới cái này lôi vũ quốc về sau liền không nhìn thấy qua chỗ nào không có trời mưa đuổi đến một ngày đường mục phong trong bụng cũng có chút đói khát mang theo tiểu thiên tiến vào một cái khách sạn bên trong khách sạn lầu một là phòng ăn có không ít khách nhân ở uống rượu ăn cơm, giống mục phong dạng này giang hồ người tu luyện cũng không ít. Tiểu nhị ca, đến 10 cân thịt bò chín, một vò hạnh hoa thôn lão tử. Mục phong kêu một tiếng, tiểu nhị liên thanh đáp ứng, trước vì mục phong đưa tới một vò lão tử. Nghe nói hậu thiên, lôi vũ tông tân nhiệm tông chủ, liễu kình liền muốn leo lên người tông chủ kia chi vị, lôi vũ tông hiện tại chính chuẩn bị cử hành trèo lên nghiệp đại điển đâu. Ai, kia liễu kình cũng thật sự là nhất đại anh tài, 50 tuổi không đến, tu luyện đến nguyên đan bát trọng thiên không nói, càng là phải gánh vác nhận chức này lôi vũ tông chủ, nhân sinh quyền lợi danh vọng thực lực hắn đều chiếm cứ. Bất quá kia già tông chủ Liễu Thiên Diệp đột nhiên tỏa hóa qua đời cũng là khiến người ngoài ý, từ đây ta lôi vũ quốc thiếu một vị võ đạo cực kinh, nhiều một vị tiền đồ bất khả hạn lượng thiên tài a. À. Mục Phong bên cạnh bàn, có hai tên người tu luyện nghị luận nói, Mục Phong nghe vậy con người nhắm lại, chậm rãi uống một hớp rượu. Kia liếu Kình lại muốn kế thừa lôi vũ tông chủ chi vị. Bất quá nghĩ đến cũng là, Liễu Kình vốn là Liễu Thiên Diệp trước kia dự định người thừa kế, mà Liễu Thiên Diệp lại bị Liễu Kình đoạt công pháp hại chết tại An Nam Lĩnh, bây giờ đã qua 2 năm. Chỉ cần hắn tùy tiện biên cái cứ nói Liễu Thiên Diệp qua đời vẫn lạc, hắn tự nhiên mà vậy có thể đảm nhiệm kia lôi Vũ Tông chủ chi vị. Lôi Vũ Tông, mục phong trong tay quang mang lóe lên, một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu tím xuất hiện trong tay. Lệnh bài này bên trên khắc có một đạo tử sắc thiên lôi văn ấn, còn có lôi quang chấp động, rất là bất phàm. Này danh thơm là Thiên Lôi Lệnh, là Lôi Vũ Tông chủ lịch đại tông chủ tín vật, cũng là Liễu Thiên Diệp càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật. Theo lý thuyết, Mục Phong học tập Lôi Đình Bát Hoang Đạp, lại phải tiến vật này, cũng coi như được là Liễu Thiên Diệp người thừa kế. Bất quá hắn nếu là dám đi lôi vô tông, cùng Liễu Kình tranh vị trí tông chủ, chỉ có một con đường chết, không có thực lực kia. Khách quan, ngài thịt bò tới. Lúc này tiểu nhị bưng một mâm lớn thịt bò chín tới, Mục Phong vội vàng thu lệnh bài. Mục Phong cắt một khối lớn thịt bò cho ăn tiểu Thiên, mình cũng bắt đầu ăn. Trong khách sạn định một gian phòng đêm nay Mục Phong cũng không vội mà đi lôi lâm. Tu Vi đột phá đến ngưng cương cảnh, Mục Phong bây giờ cũng có thể phục dụng tam giai huyết đan, tam giai huyết đan bên trong nguyên lực không phải nhị giai huyết đan có thể so sánh, luyện hóa nguyên lực lớn mạnh luồng khí xoáy ngưng tụ nguyên lực đồng thời. Mục Phong cũng tại tinh luyện tu la huyết mạch bên trong cương khí, dung nhập cái thứ hai luồng khí xoáy bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Mục Phong lui gian phòng, trực tiếp ra lôi lâm thành, chạy về ngoài trăm dặm lôi lâm. Cái này lôi lâm danh phù kỳ thực, lôi lâm bên trong có một loại đại lượng kỳ lạ cây cối, tên tụ lôi mộc. Loại cây này thân gỗ thân ẩn chứa nhất định lôi linh khí, đưa đến phạm vi ngàn dặm bên trong lôi linh khí nồng đậm, trên không lôi đình lượn lờ, thường thường có lôi điện bổ xuống. Mục Phong cõng chiến đao, hành tẩu tại lôi lâm bên trong, thân thể linh hoạt như là một con vượn. Sang rác, bên trên bầu trời, đột nhiên một tia chớp bổ xuống, rơi vào mục phong phía trước 7-8 mét bên ngoài một khỏa màu xanh tím trên cây cối. Cây kia mục lôi điện lượn lờ, bất quá nhưng không có thiêu đốt hoặc là bị đánh thành than cốc, đó chính là tụ lôi mộc. Mục Phong đi vào xem xét, cái này khỏa tụ lôi mộc có người thân eo phẩm chất, linh hồn cảm giác lực chậm rãi dung nhập cái này tụ lôi mộc bên trong. Tại tụ lôi mộc bên trong, có một đoàn lớn chừng quả đấm màu trắng lôi đoàn hội tụ, rất là thần kỳ. Mục Phong thu hồi linh hồn cảm giác lực, thở dài, kia là một đoàn lôi cương, bất quá kia một đoàn lôi cương năng lượng, liên hạ phẩm đều không có đạt tới, không có người sẽ muốn loại này lôi cương. Tụ lôi mộc bên trong ẩn chứa có lôi cương, có tụ lôi mục sống sót hơn ngàn năm, lâu dài hấp thu lôi đình chi lực, thân cây bên trong thậm chí có khả năng ẩn chứa có thượng phẩm lôi cương. Bất quá loại kia lôi cương cực kỳ khó được tìm kiếm, cũng vô cùng chân quý. Mục Phong tiếp tục tại lôi lâm bên trong tìm kiếm tụ lôi mục, trong lòng của hắn mục tiêu là tìm kiếm trung phẩm trở lên lôi cương, không phải uy lực còn không bằng người khác thể hóa huyết cương, kia lấy ra thì có ích lợi gì? Bạch, bất quá lúc này, một đạo màu lam sấm chớp đột nhiên hướng Mục Phong chém giết đi qua, lôi đình chi lực cuồng bạo, Mục Phong sắc mặt biến hóa, bước chân đạp mạnh thân thể né tránh ra xa hơn 10 thước. Oanh, kia thiểm điện bổ vào trên một cây đại thụ, đại thụ kia một tiếng oanh minh bạo tạc vỡ thành mảnh gỗ vụn, có thể thấy được kia màu lam lôi đình uy lực mạnh mẽ. Ai, Mục Phong gầm thét, trong nháy mắt rút ra trên lưng đao, cảnh giác nhìn phía lôi đình bổ tới phương hướng. Giống, chỉ nghe rít lên một tiếng, trong rừng cây, một đầu cao có 2 mét, thân dài 5-6 mét dị thú chậm rãi đi ra, một đôi con mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Phong, Lôi báo, mục phong có chút kinh ngạc, nhìn qua đầu dị thú này. Cái này rõ ràng là một đầu toàn thân bộ lông màu trắng, đầu sinh một cái lam sừng báo lớn, nó thân thể bên trên còn có màu lam lôi điện vần quanh. Mục phong nhìn qua đầu này lôi báo, linh hồn lực cảm giác lực cũng dò xét cha ra con thú này tu vi, tại ngưng cương cảnh nhị trọng tả hiếu, là lôi lâm bên trong một loại thường gặp lôi thú. Bất quá mục phong nhìn qua cái này lôi báo, lại là lộ ra ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 252, Thiên địa lôi kiếp. Cái này mà tiểu y thấy chúng ta báo ca trong lòng kia là sấm hoảng, những người khác trông thấy hắn ai không phải một mặt hoảng sợ, người nhà còn cười. Cái này lôi báo thực lực là mạnh, bất quá hắn thể nội tinh hạch bên trong có thể để luyện ra lôi cương, lớn mạnh cương khí, tăng tiến tu vi. Đương nhiên, hiện tại đối mục phong không có tác dụng gì, bất quá hắn dung hợp ra lôi cương chi lực sau liền hữu dụng. Giống, lôi báo đối cái này mục phong gào thét một tiếng, con người hung lệ nhìn chầm chầm mục phong. Tới đi, mục phong dẫn theo chiến đao, nhìn qua lôi báo. Bạch, lôi báo nhìn ra mục phong khiêu khích trị ý, giết lên một tiếng, tứ chi phát lực vồ giết về phía mục phong. Nhanh, nhanh vô cùng, hơn 10 mét khoảng cách cơ hồ là bổ nhào về phía trước mà tới, nhanh như lam quang. Cặp kia chảo lượn lờ lôi đình cương khí, hung hăng đập giết mà tới. Mục phong một đao nhanh như kinh hồng chém ra. Đang, một đao kia bổ vào lôi báo công kích xong chảo phía trên, chấn động đến lôi báo lui lại mấy mét. Bành, Mục Phong bước chân đạp mạnh, sách đao trọng bổ xuống, một đạo dài mấy mét cương khí kim màu đỏ ngòm mãnh bổ mà tới. Chém, bạch, đao mang phá không mà tới, lôi báo thân thể nhanh chóng trốn tránh tránh đi, một đao kia tại mặt đất bổ ra một đạo thật dài vết đao, một cây đại thụ bị đao mang bổ chúng trực tiếp bổ ra hai nửa. Lôi báo né tránh về sau nhanh như thiểm điện lần nữa đánh tới, trong miệng một đoàn màu lam lôi quang oanh sát mà tới. Mục Phong vội vàng trốn tránh, ầm ầm kia lôi đoàn ở trong rừng oanh tạc ra một cái cự đại cái hố bùn đất vẩy ra mục phong bước chân đạp mạnh dưới chân hỏa liên bộ bộc phát tốc độ trong nháy mắt nhanh gấp ba vào tới không thể so với lôi báo muốn chậm một đao nghiêng bổ phốc phốc lôi báo trước ngực bị đánh mở một cái miệng máu máu tươi phun tung tóe bất quá nó một chảo cũng giận chụp về phía mục phong to lớn móng vuốt ẩn chứa lôi đình chi lực chụp về phía đầu lâu bị vỗ chung tất nhiên cũng là đầu nổ mà chết mục phong gầm thét một quyền đánh tung mà ra quyền thượng hỏa diễm quyền kình bộc phát oanh bên trên cự trảo. Bành, một quyền này trực tiếp đánh bay lui lôi báo, mấy trăm cân thân thể đụng vào trên một cây đại thụ. Giống, lôi báo gầm thét, đầu lâu bên trên kia một cây màu lam sừng thú hội tụ đại lượng màu lam lôi đình, một đạo lôi quang chém giết hướng về phía mục phong. Cái này lôi quang tốc độ công kích nhanh chóng biết bao, mục phong biến sắc, hai tay cầm đao ngăn cản, huyết sắc cương nguyên lực tạo thành một đạo hộ thể cương khí. Bành, lôi quang nổ tung, mục phong thân thể không ngừng lui lại, chung quanh mấy mét bên trong bị sóng năng lượng cùng, lùm cây trực tiếp bạo tạc thành mảnh gỗ vụn. Bạch, mà lúc này lôi báo bắt lấy thời gian đánh giết mà tới, bạo phát ra cường đại lôi đỉnh cương nguyên lực. Bành, mục phong bị va chạm sau bay cách xa mấy mét, đụng vào một gốc cây thân thể phía trên. Mà lôi báo miệng lớn nhào cắn về phía mục phong cổ họng. Mục phong thân thể vội vàng lăn một vòng từ phía dưới né tránh, thân đao đồng thời vẩy lên mà qua. Phốc phốc, một đao kia lại tại lôi báo phần bụng rạch ra một cái miệng máu, Đao đến lôi báo vỗ gãy phía trước mục phong trước đó va chạm đại thụ. Bành, mục phong thân thể đạp mạnh mà lên cao hơn 10 mét, một đao hội tụ nguyên lực hướng lúc này không kịp phòng bị lôi báo trọng bổ xuống. Hổ sát bá đao quyết, chém, giống, đao mang phá không, tiếng hổ gầm vang, một đạo kim sắc hổ hình đao kình gào thét đánh phía lôi báo phần lưng. Giống, lôi báo gầm thét, phần lưng bị cắt mở một đạo thật sâu miệng máu, xương sống bị chém đứt. Mục phong cầm đao giận cắm mà xuống. Phốc phốc, một đao kia từ kình bộ hạ cắm mà xuống, trực tiếp đem lôi báo đóng đinh tại trên mặt đất. Lôi báo tứ chi run rẩy đào động, đã mất đi sinh cơ. Tu la thần ngọc hấp thu lôi báo huyết khí, lôi báo thi thể trở nên khô quắt. Mục phong trong lòng bàn tay, bốc cháy lên một đoàn nguyên hỏa, nguyên hỏa phun trào đem khô quắt thi thể thiêu đốt thành cho tàn. Mà tại bụi đất bên trong, một khỏa lớn chừng cái trứng gà màu lam tinh hạch lượn lờ lôi điện, mục phong đem nó nhặt lên, tu la thần ngọc bên trong bắn ra ba cái tam giai huyết đan, Mục Phong trực tiếp nuốt thông qua luyện hóa thành huyết cương chi khí dung nhập thể nội luồng khí xoáy bên trong. Lần nữa trên lưng đao, Mục Phong hướng lôi lâm chỗ sâu đi đến. Lôi lâm chỗ sâu, một tiếng hót vang tiếng vang triệt phương viên cách xa mấy chục dặm. Tại một khoảng cao hơn trăm mét, chừng hai người ôm hết thô tụ lôi trên cây cối, có một cái hình thể to lớn dị cầm chính ngửa mặt lên trời thét dài. Này chim dương cánh chỉ sợ có hơn 10 mét, thân dài cũng vài trượng, toàn thân màu đỏ lông vũ, lượn lờ đạo đạo màu đỏ lôi điện, đầu lâu bên trên còn có sinh cùng loại mũ phượng tử sắc màu, rất là thần tuấn. Mà bên trên bầu trời, lôi đình lấp lóe, mây đen hội tụ, một cỗ cường hãn thiên địa uy áp quét sạch không phương viên trăm dặm. Ầm ầm, kia tiếng sấm như là cối say vang động, tại trong lôi vân, lại có chút từng đạo màu tím nhà thiên lôi tại trong lôi vân vần quanh, hội tụ. Mà ở chung quanh, có hơn mấy chục tên người tu luyện núp ở phía xa, ánh mắt lửa nóng nhìn phía kia một đầu to lớn dị cầm. Kia một đầu dị cầm, rõ ràng là một đầu lôi điện điêu mà lại vừa mới đột phá đến nguyên đan cảnh giới bên trên bầu trời hội tụ lôi vân kia là lôi kiếp mặc kệ là người yêu thú vẫn là chủng tộc khác tu luyện đều là nghịch thiên mà đi tại tu luyện con đường bên trên có nhân kiếp sát kiếp càng có kinh khủng thiên kiếp như thế nào thiên kiếp đây là giữa thiên địa một loại pháp tắc khi cái nào đó sinh linh sinh mệnh tiến hóa đánh vỡ thiên địa vốn có chế định thiên địa hội hạ xuống lôi kiếp mà nguyên đan cảnh giới nhân thú có thể phá không phi hành vi phạm thiên địa pháp tắc, thể nội năng lượng to lớn, sinh mệnh phát sinh tiến hóa, thiên địa hội hạ xuống ba đạo lôi kiếp. Cái này lôi có thể không phải phổ thông lôi, mà là uy lực mạnh mẽ từ sắc kiếp lôi. Sư huynh, chúng ta thật đúng là hảo vận, không nghĩ tới một chút sơn vậy mà liền đụng phải một cái muốn độ kiếp lôi điện điêu. Một người mặc áo lam mỹ lệ nữ tử cười nói, đúng vậy a, à, vừa vặn ta tu vi cắm ở ngưng cương cảnh ngũ trọng, nếu có được cái này lôi điện điêu thể nội nội đan, ta có lòng tin vào hôm nay nhiên kỷ mạt, đem tu vi đột phá đến ngưng cương bắt trọng, cuối năm thi đấu bên trên giết vào 10 vị trí đầu bên trong. Một đồng dạng thanh niên mặc áo lam nhìn qua kia tử điện điêu, ánh mắt lửa nóng nói. Bất quá chung quanh nơi này giống như cũng không chỉ chúng ta đang đánh đầu này lôi điện điêu chủ ý người A. Cô gái áo lam nhíu mày, nhìn phía nơi xa cái khác một đám mạo hiểm giả các song binh. Đại ca, lần này phát tài A, nếu là có thể đến viên này tử điện điêu nội đan, sợ là chúng ta tiền liền đủ mua một bộ huyền công đi một đám hơn 20 tên lính đánh thuê bên trong, một khôi ngô thanh niên đối bên cạnh tóc ngắn đại hán cười nói. Tóc ngắn nam tử trong mắt nhìn phía mấy ngàn mét bên ngoài to lớn lôi điêu, cũng tận là tham lam. Cái này lôi điện điêu, chúng ta tình thế bắt buộc, chuẩn bị kỹ càng cường nỗ, kia hai cái văn tiến đến dùng thời điểm. Tóc ngắn nam tử hạ lệnh nói, bên trên bầu trời lôi vân hội tụ càng phát ra nồng đập, lôi điện điêu trong mắt cũng tất cả đều là hung lệ chi sắc. Nó xuất sinh tu luyện tới hôm nay qua trăm năm, vì cái gì cũng chính là các loại giờ khắc này, nếu là có thể vượt qua, từ đây trời cao đất xa, không ai có thể bắt lấy nó. Nếu là không độ được, vậy liền chính là một đoàn cho tàn, trăm năm tu luyện hủy trong chốc lát, nếu là có thể đản sinh ra yêu khí hóa hình là yêu, nó cũng có thể đi tìm nơi nương tựa kia cường đại yêu tộc quốc gia. Gáy, lôi điện điêu hét dài một tiếng, hướng thiên địa khởi sướng khiêu chiến, ngày này, khi nghịch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 253, lôi kiếp huy lôi vân càng ép càng dày trong lôi vân lôi điện cũng là càng phát cuồng bạo kia cố quét sạch thiên địa uy áp để cách trong lôi vân dự tính trong lòng ngoài ngàn mét trong lòng mọi người cũng là đè nén khó chịu trên một cây đại thụ một đạo áo bào đen tóc trắng thiếu niên đạp ở trên cành cây nhìn qua phương xa kia lôi vân phía dưới to lớn lôi điêu trong lòng cũng tất cả đều là rung động kia thật dày lôi vân cách lôi điêu chỉ có vài trăm mét độ cao cho người ta một loại tận thế sắp tới kiềm chế cảm giác kia kinh khủng thiên uy càng cho mục phong một loại nội tâm bên trên kiềm chế cùng thiên địa so ra, người thật là nhỏ bé như cát. Đó chính là độ kiếp sao, cỗ này thiên uy, cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Mục Phong thì thào nói, nhớ kỹ loại cảm giác này, một ngày kia, người cũng muốn đối mặt, người không chỉ cần đối mặt, người còn muốn vượt qua hắn, làm trái hắn. Khi Nguyệt Thanh âm tại Mục Phong trong lòng vang lên, âm ầm cối sai tiếng sấm quanh quần thiên địa, quán triệt phân tiêu. Này thiên địa chịu uy quét sạch phía dưới đại địa, trong vòng trăm dặm hung thú dã thú, không có chỗ nào mà không phải là núp ở ổ bên trong run lẩy bẩy hoặc là bất an gào thét. Sang rác, đột nhiên, một đạo màu tím nhạt lôi quang vang vọng thiên địa, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Một đạo màu tím nhạt lôi đình từ trong lôi vân cuồng bạo đánh xuống, mang theo hủy diệt sinh linh ý chí. Gáy, lôi điện điêu thét dài, trong cơ thể nó tràn vào đại lượng lôi cương nguyên lực, ở trên không bên trong lăn lộn tạo thành một đạo lôi cương hộ thể. Oanh, màu tím nhạt thiên lôi đánh vào lôi cương hộ thể phía trên, kia lôi cương hộ thể cản trở một giây, hai giây, ba giây. Răng rác, lôi cương vỡ vụn, kia một cỗ tím nhà thiên lôi hung hăng đánh vào kia lôi điện điêu trong thân thể. Lôi điện điêu một tiếng rên rỉ vang vọng, đại lượng cuồng bạo thiên kiếp lôi đình tràn vào thể nội, phá hư thân thể của nó, nó dưới thân viên kia tụ lôi mộc cũng bao phủ tại lôi quang bên trong. Một cỗ lôi đình chi lực quét sạch mà ra, 10 m 20 m 100 m Bành, 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 từng viên đại thụ bảo tạc hoặc là thiêu đốt, đang tràn ngập lôi đình chi lực hạ không cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ có cây kia to lớn tụ lôi mộc chịu đựng lấy cái này đáng sợ thiên kiếp lôi đình. Phương viên ngàn mét bên trong, trong không khí đều có thể trông thấy kia lượn lờ nhàn nhạt, nhạt hồ quang điện. Mục phong cách ly cũng có mấy ngàn mét xa, bất quá làn da cũng có thể cảm giác được một trận nhói nhói. Có thể nghĩ, thân ở khu vực gài mìn bên trong lôi điện điêu, tại chịu đựng loại thống khổ nào. Đạo này lôi kiếp kéo dài 10 giây thời gian, kia rơi xuống lôi đình chi lực mới lập tức tán đi lôi điện điêu y nguyên đứng ở tụ lôi mộc bên trên bất quá khí thế trên người đã uể oải tiếp nhận vừa rồi một kích kia nó chịu không được không nhẹ tổn thương bất quá đầu của nó y nguyên cao cao ngẩng ngẩng đầu nhìn ngày ấy kia mây con người bên trong hung lệ chi sắc không giảm kia là bất khuất thiên địa như thế nào thiên địa cũng không có ngăn cản ta tiến hóa quyền lợi mục phong ngẩng đầu cao ngạo lôi điện điêu hắn cảm nhận được cỗ này khí chất cỗ này khí tiết hắn tu la huyết đồng ánh mắt xuyên qua mấy ngàn mét nhìn qua lôi điện điêu trong mắt đấu trí, trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Kia là nghịch thiên người lúc có tư thái, đạo này lôi đình thiên kiếp tán đi về sau, bên trên bầu trời kiếp vân nhưng không có tán đi, mà lại đang nổi lên mạnh hơn lôi đình. Thiên kiếp, thời gian càng dài, hội tụ năng lượng càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Thiên uy càng phát ra tràn ngập, mặc dù chung quanh có không ít người, bất quá không người nào dám xuất thủ đánh gãy cái này lôi điện điêu độ kiếp. Độ kiếp bên trong đánh gãy độ kiếp sinh linh, thiên kiếp sẽ giáng lâm đến đánh gãy người trên đầu kia là trời uy nghiêm, ngoại trừ độ kiếp người, những người khác không dung làm trái đánh gãy. Đạo thứ hai lôi kiếp lại nổi lên nửa giờ lâu thiên uy rõ ràng mạnh lên. Răng rác, lại một đường tử mang hoạch phá thiên địa, kia to đến mấy thước kiếp lôi hung hăng đánh về phía lôi điện điêu. Lôi điện điêu vận dụng nguyên lực ngăn cản, bất quá chỉ là hai giây thời gian, kia phòng ngự trong nháy mắt mà phá, lôi đình chi lực lần nữa hung hăng đánh vào lôi điện điêu trên thân thể. Gáy, lôi điện điêu một tiếng huyết dài, thân thể từ trăm mét cao trên cây rơi xuống nền ở đại địa, lôi đình đang oanh kích, đại địa bạo tạc mà lên, bị đánh ra một vài 10 mét chi lớn lôi hố, đá vụn bùn đất vẩy ra. Đạo này lôi đình lại kéo dài hơn 10 giây mới chậm rãi tán đi. Lôi điện điêu bò tới lôi trong hầm, mỏ bên trong tràn ra máu tươi, màu đỏ lông vũ cũng không tải tỏa ra ánh sáng lung linh, lộn xộn. Nó hai cánh chống đất, thân thể lung la lung lay đứng lên, ngửa mặt lên trời lại là hét dài một tiếng. Ta muốn giúp nó, Mục Phong gặp một màn này, đột nhiên nói. Người muốn làm gì, khi Nguyệt hỏi, mục phong không nói thân thể lại là chạy vội hướng về phía lôi điện điêu mau nhìn kia có tên tiểu tử tới gần lôi điện điêu hắn muốn làm gì muốn chết sao dám tới gần lôi khu kia đội lính đánh thuê phát hiện có một thân ảnh chạy vội hướng về phía lôi điện điêu đều lộ ra vẻ kinh ngạc sư huynh có tên tiểu tử tới gần lôi điện điêu cô gái áo lam cũng nhíu mày nói không quản hắn dám tới gần độ kiếp người trong vòng trăm thước tất nhiên sẽ bị thiên kiếp oanh thành xám áo lam thanh niên thản nhiên nói cứu Lôi điện điêu cũng phát hiện có một nhân loại tới gần nó, một tiếng hung minh chấn nhiếp, trong miệng một đạo màu đỏ lôi đỉnh oanh sát hướng về phía mục phong. Mục phong biến sắc, bước chân ngay cả đạp, né tránh mấy chục mét, kia một đạo màu đỏ lôi đỉnh oanh kích ra một cái hơn 10 mét hố to. Bất quá dùng ra một kích này, lôi điện điêu lại phun ra một ngụm máu tươi, thương thế rất nặng. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Mục phong vội vàng giống to, cách lôi điện điêu hơn 100 mét xa. Người thương thế rất nặng, ta muốn giúp ngươi, đây là tam giai chữa thương đan, có thể khôi phục thương thế. Mục phong giống to, trong tay ném ra một cái bình ngọc, nhét vào lôi điện điêu dưới chân. Trong bình ngọc, là một cái liêu y tuyết trước kia tiến hắn tam giai chữa thương đan dược. Mục phong nói xong, chậm rãi lui lại, sau đó quay người bước nhanh rời đi. Lôi điện điêu nhìn qua bình ngọc, con người lại nhìn phía lần nữa đi xa mục phong, có một tia nghi hoặc. Cái này cấp bậc hung thú, đã là có không kém linh trí. Thế nhưng là nhân loại không phải đều là muốn giết nó, chính là sợ nó sao? Làm sao lại giúp nó? Lôi điện điêu có chút do dự, nó quan sát trên bầu trời ô ép một chút ấp ủ lôi đình chi lực kiếp vân, mở ra mỏ cắn nát bình ngọc, đem viên kia chữa thương đan nuốt mà xuống. Quả nhiên, viên đan dược kia nhập thể, bị nó nguyên lực luyện hóa sau một cỗ thanh lương dược lực tưới nhuần khôi phục trong cơ thể nó thương thế. Lôi điện điêu nhìn về phía mục phong chỗ phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp, vậy mà nhẹ gật đầu. Ghê tởm, từ đâu tới danh con, vậy mà cho lôi điêu cho ăn chữa thương đan. Đầu óc nước vào đi, giúp một đầu hung thú. Tóc ngắn nam tử gặp một màn kia giận dữ. Hắn muốn chính là lôi điện điêu bị cướp lôi oanh sát, mục phong vậy mà giúp nó khôi phục thương thế. Kia áo lam thanh niên nhìn về phía mục phong bên kia ánh mắt cũng có một chút bất thiện. Lôi điện điêu đang khôi phục thương thế, trên bầu trời kiếp vân đang nổi lên kiếp lôi. Đây là cuối cùng một đạo kiếp lôi, qua, bay lượn thiên địa, diệt, trở thành cho tàn. Thiên uy càng phát ra nồng đậm, lôi đình càng ngày càng cuồng bạo, tất cả mọi người đang chờ kia cuối cùng một đạo kiếp lôi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 254, Nhất hiểm lòng người. Về phần mục phong tại sao phải giúp cái này lôi điện điêu, cũng không phải xuất từ đồng tình, hắn đánh giết hung thú khác thời điểm thế nhưng là chưa từng nhân từ nương tay. Bởi vì người, người tu luyện, hung thú, yêu tộc vẫn là chủng tộc khác, vốn là thiên địa này chuỗi thức ăn bên trong một vòng, hắn muốn bao trùm chúng sinh tránh không được dẫm đạp chúng sinh thi cốt lên đường hắn sở dĩ giúp lôi điện điêu chỉ vì kia lôi điện điêu trên người một loại tinh thần trời muốn ép ta ta cũng bất khuất loại này tinh thần để mục phong rung động trong lòng cái này bất khuất hai chữ nói đến dễ dàng làm được khó nhiều ít người có thể đối mặt quyền thế áp bách kim tiền lợi dụng tử vong uy hiếp có thể làm được bất khuất hai chữ này mà mục gia thế hệ vì quân tổ huấn chỉ có một đoạn văn cũng là mục gia quân huấn luyện quân sự sông pha chiến đấu tha rằng tiến lên trước một bước chết, tuyệt không lui lại nửa bước sinh, mục gia đệ tử, sống lưng bất khuất. Bất khuất, bất khuất, mục phong giúp cái này lôi điện điêu, cũng vẻn vẹn bởi vì cái này bất khuất hai chữ, huy hoàng thiên uy, một cái hung cầm nghịch thiên mà đi, biểu hiện này ra khí phách để mục phong rung động trong lòng. Sinh hoạt long đong, có lẽ có thể ma luyện chúng ta góc cạnh, nhưng là, chớ ném đi chúng ta làm người cơ bản khí tiết, người sống có thể nghèo khó, chớ bản thân dèm pha ti tiện. Sang giác, nổi lên một canh giờ kiếp lôi rốt cục rơi xuống, đạo này kiếp lôi, nhan sắc thâm trầm, đường kính càng là gần như 10 mét, như là một đầu diệt thế lôi long, mang theo thiên địa ý chí đánh tung rơi xuống. Cứu, lôi điện điêu hét dài một tiếng, toàn thân minh mông cương nguyên lực chấn động, vậy mà dương cánh mà bay sung kích hướng về phía kiếp lôi. Trời lại như thế nào, ta sinh vì hung thú, không phục vận mệnh, ta khi nghịch nói mà đi, đánh vỡ sinh mệnh gông xiềng. Oanh! kiếp lôi hung hăng đánh vào cái này lôi điện điêu trên thân thể, thân thể cao lớn, tại lôi đình cùng dưới trời đất cũng lộ ra như vậy nhỏ bé kia cương nguyên hộ thể cơ hồ là trong nháy mắt vỡ vụn lôi kiếp hung hăng đánh vào lôi điện điêu thân thể bên trên bành lôi điện điêu từ cao mấy chục thước rơi xuống rơi đập đại địa đại địa bị kéo dài kiếp lôi lại một lần nữa xung kích ra một cái hố to phương viên vài trăm mét bên trong ngoại trừ kia một gốc tụ lôi một toàn bộ phi hôi yên diệt tất cả mọi người giờ phút này đều rung động nhìn qua một màn này cho dù là những lính đánh thuê kia giờ phút này cũng là cảm thấy cái này tại thiên uy phía dưới người quá mức nhỏ bé hung thú đồng dạng không chịu nổi một kích, nghịch thiên, nghịch thiên, hai chữ này xem như nói nghe thì dễ. Đương nhiên, đạo này kiếp lôi uy lực, mạnh hơn nhiều địa phương khác uy lực, vì sao? Cái này lôi vũ quốc, lôi linh chi khí vốn là so địa phương khác càng thêm nồng đập, đản sinh thiên kiếp uy lực hấp thu lôi linh chi khí, uy lực tự nhiên càng mạnh. Đạo này lôi kiếp kéo dài gần hơn 10 giây mới chậm rãi tiêu tán, đại địa phía trên một mảnh khói đen tràn ngập, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào mà đi. Mục Phong cũng nhìn qua kia mấy chục mét trong hố lớn, khói mù lượn lờ, dần dần tán đi, một cái toàn thân lông vũ cháy đen đại điêu nằm ở trong hầm, trên thân phát ra nhẹ nhẹ khói đen. Không có thể chịu quá khứ à, mục phong trong lòng thở dài một hơi, không hiểu có chút thất lạc. Thiên đạo trước mặt, chẳng lẽ chúng sinh thật như thế dây tiểu. Bất quá lúc này, kia lôi điện điêu cánh động khẽ động, sau đó nó cháy đen thân thể, tại cánh chống đỡ động phía dưới vậy mà chậm rãi đứng lên. Gáy! Lôi điện điêu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tiếng gào xa xăm quanh quần sơn lâm. Nó vượt qua, nó kháng qua thiên địa này chi kiếp. Trong tiếng huyết gió, là vui sướng, là tân sinh vui sướng. Phóng, bất qua lúc này, một đạo quát lạnh thanh âm truyền đến. Một lính đánh thuê, cầm trong tay một cây cung lớn, trên cung dựng lấy một cái khắc đầy khí văn mũi tên. Siêu, trường tiến quán chú cương nguyên lực, cương nguyên lực biến thành một đạo kim sắc trường hồng bắn về phía thân thể bị trọng thương lôi điện điêu. Không, mục phong gầm lên giận dữ, phi nước đại hướng về phía lôi điện điêu. Phốc phốc, đạo này phù tiến, hung hăng xuyên thủng lôi điện điêu thân thể tại lôi điện điêu không có cương nguyên lực hộ thể trên thân bắn nổ tung một cái cự đại lỗ máu xuyên qua thân thể mà qua lôi điện điêu một tiếng rên rỉ nó nhìn phía bắn tên phương hướng mấy ngàn mét bên ngoài các dòng binh thân thể cao lớn không cam lòng chậm rãi ngã xuống nó ngã xuống nó kháng qua thiên kiếp nhưng không có tránh thoát lòng người hiểm ác ha ha bắn chúng đi bọn này lính đánh thuê đại hỉ giống mục phong gặp một màn này trong miệng gầm thét lên tiếng con ngươi nhìn phía kia một đám lính đánh thuê, nhanh chóng vào tới. Mục Phong đuổi tại phía trước, đi tới lôi điện điêu thân thể trước mặt, ôm lấy đầu lâu to lớn, vội vàng cấp nó cho ăn một khỏa đan dược. Chấn làm, người thế nhưng là kháng qua thiên kiếp A. Mục Phong giống to, lôi điện điêu trong miệng không ngừng dâng trào máu tươi, trên lồng ngực của nó, có một cái đầu lâu lớn huyết động bị tam dai phủ tiến xuyên thủng thân thể, nóng hổi máu tươi tuôn ra. Nó con ngươi nhìn qua Mục Phong, con mắt màu đỏ không có hung lệ, có trước kia chưa bao giờ nhu hòa, nó đầu lâu nhẹ nhàng ma sát mục phong gương mặt, đây là nó, lần đầu tiên như thế thân cận nhân loại. Thế nhưng là nó, phải chết, ha 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 ha, mặc ngươi kháng qua thiên kiếp, cuối cùng vẫn là không kháng nổi đại gia phù tiến, ha ha. Tóc ngắn nam nhân các loại hơn 20 tên lính đánh thuê chạy tới lôi điện điêu trước người, bao vây cái này to lớn lôi điện điêu cùng mục phong. Mục phong ôm lôi điện điêu đầu lâu, nguyên lực không ngừng tràn vào lôi điện điêu thể nội, muốn phong bế nó tuôn trào ra máu tươi. Tiểu tử, người có thể lăn, tóc ngắn nam nhân lạnh giọng nói, ha ha, cái này lôi điện điêu là ta, bất quá lúc này lại truyền tới cười to một tiếng âm thanh, hai thân ảnh từ đằng xa trong rừng cũng bay vọt mà tới. Hai người như là hai cái chim đại bàng, mấy cái điểm vọt, sông nơi xa chạy vội mà tới. Đây là một nam một nữ, đều là khí chất bất phàm. Hai người tới về sau, cũng nhìn phía lôi điện điêu, ánh mắt lửa nóng. Các ngươi là ai? Tóc ngắn nam nhân nhìn qua hai người lạnh giọng quát hỏi. Người nào, Áo lam thanh niên cười lạnh một tiếng, nói tại hạ lôi vũ tông đệ tử Ninh Phục Đắc, đây là sư muội ta tiếu dĩnh. Cái gì, ngươi, ngươi là Ninh Phục Đắc, lôi vũ tông Ninh trưởng lão cái tôn tử kia Ninh Phục Đắc. Tóc ngắn nam tử nghe vậy, lộ ra một tia kinh ngạc, nghẹn ngào hỏi, ra hỏa này, hiển nhiên cũng là có chút danh khí. Không sai, Ninh Phục Đắc đạm mạc nói, cái cầm khẽ nhách, trên chắn có một tia ngạo nghễ. Hắn ra ra là lôi vũ tông nguyên đan trưởng lão, mà hắn ninh ra đệ nhất thiên tài, 22 tuổi tu vi liền đạt ngưng cương cảnh ngũ trọng, tại Lôi Lâm vùng này cũng là có danh tiếng. Tóc ngắn nam tử sắc mặt có chút khó coi, hắn tu vi không kém thả đến phục, mà lại nhiều người đánh nhau tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Bất quá thanh niên này bối cảnh lớn a, à, đầu năm nay, liều sống liều chết mấy chục năm không sánh bằng người ta có cái tốt cha tốt gia gia. Ninh công tử, người dạng này liền không khỏi quá bá đạo đi, cái này Lôi Điện điêu thế nhưng là chúng ta đánh giết. Tóc ngắn nam tử không cam lòng nói, thì tính sao, để các người cút thì cút các ngươi dám đắc tội ta ninh ra sao? Thà đến phục bá đạo nói, ngươi, tóc ngắn nam tử tức giận đến sắc mặt đỏ lên nói không ra lời. Các ngươi, hôm nay đừng hòng đi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. mươi 255, Chiến lược Kinh Người, Mục Phong lấy xuống tu la thần ngọc, sắp đặt tại lôi điêu kia vết thương thật lớn chỗ, tu la thần ngọc bên trong. Đã tuôn ra một cỗ minh mông huyết khí năng lượng nhập lôi điêu trong vết thương huyết khí vốn là huyết chi tinh hoa, đối chữa thương có kinh người tác dụng. Mục Phong đứng lên, con người lạnh lùng nhìn phía bọn này lính đánh thuê cùng Ninh Đắc Phục cùng Tiêu Dĩnh Nhi. Hai phe đội ngũ cũng nhìn qua, bất quá cũng không có đem thiếu niên tóc trắng này để ở trong lòng. Nhị tử, cầu thẳng, giết tiểu tử kia, tóc ngắn nam tử nhìn sang Mục Phong tùy ý đối với mình hai người thủ hạ nói. Gọi là nhị tử cùng cầu thẳng hai tên lính đánh thuê cười lạnh, dẫn theo đao kiếm hắc hắc cười gần đi hướng Mục Phong mà tóc ngắn nam tử tinh lực vẫn là đặt ở ninh đắc phục trên thân hắn cũng không phải nguyện ý cứ như vậy đem đến miệng thịt mỡ cứ như vậy ném đi tiểu tử kiếp sau sen vào chuyện bao đồng trước đó con mắt sáng lên một điểm cầu thẳng cười lạnh nói dẫn theo kiếm cùng nhị tử thẳng hướng mục phong hai người này cũng đều là tử phủ cảnh đại thiên vị cùng bát trọng tả hữu tu vi cầu thẳng giống to một kiếm đâm về phía mục phong trên thân kiếm nguyên khí lượn lờ một đạo kiếm khí phá không phóng tới bành mục phong bước chân đạp mạnh thân thể bằng tốc độ kinh người xông về cầu thẳng, thể ngoại cương nguyên hộ thể mà thả. Kiếm khí kia đâm vào mục phong bên ngoài thân huyết cương phía trên trực tiếp bị đánh tan, cầu thẳng quá sợ hãi. Ngưng cương cảnh, cầu thẳng kinh hãi, bất quá lúc này mục phong lại là đã vào tới trước người hắn, một tay máu phải bao trùm bắt lấy trường kiếm, tay kia bóp nắm thành quyền, hỏa diễm lượn lờ hung hăng đánh vào cầu thẳng đầu lâu bên trên. Bành, một quyền này đâu chỉ vạn quân chi lực, cầu thẳng đầu lâu như là một quả dưa hấu nát bạo tạc vỡ vụn, huyết dịch cùng óc vảy ra giết kia nhị tử lúc này một đao cũng bổ tới cong một tiếng bổ vào mục phong bên ngoài cơ thể huyết cương bên trên bị bắn ra mục phong một chỉ cũng thân kiếm chỉ hai ngón hội tụ nguyên khí bắn ra siêu một đạo kim sắc chỉ kình phá không bắn ra cái này nhị tử đầu lâu nổ ra một vòng huyết hoa một đạo lỗ ngón tay quán xuyên đầu của hắn nhị tử trên mặt còn có hoảng sợ thần sắc bất khả tư nghị ngửa mặt đến dưới máu me đầm đìa mục phong trong lúc phất tay liền đánh chết hai người để tóc ngắn nam tử cùng ninh đắc phục đều lộ ra vẻ kinh ngạc Tóc ngắn nam tử sau đó giận dữ, đối bên cạnh một nam tử áo đen nói, không nghĩ tới là cái ngưng cương cảnh cao thủ, Trần Hồng, đi giết hắn. Trần Hồng nhẹ gật đầu, vọt thẳng hướng về phía mục phong, hắn là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị tu vi. Thế nào, các ngươi còn chưa hút, Ninh Đắc Phục sở đoàn phát nam tử không hề rời đi ý tứ, lạnh giọng nói. Ninh Đắc Phục, chớ quá phận, chúng ta không nhất định liền sợ ngươi, cùng lắm thì, lão tử giết hai người các ngươi diệt khẩu, ai biết là ta làm. Tóc ngắn nam tử gần giọng nói. Hừ, không biết sống chết. Ninh Đắc Phục hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn theo kiếm thẳng hướng tóc ngắn nam tử. Kia Tiêu Dĩnh Nhi cũng thẳng hướng đám người này, bên trên không nên để lại người sống. Tóc ngắn nam tử gầm thét, phung đao xông về Ninh Đắc Phục. Giết, cái khác 20 tên lính đánh thuê cũng cùng một chỗ gầm thét thẳng hướng Ninh Đắc Phục cùng Tiêu Dĩnh Nhi. Mà đổi thành một bên, kia Trần Hồng xông về Mục Phong, thân pháp như điện, nhảy lên một cái, một trường đối Mục Phong giận đập mà xuống. Trên lòng bàn tay có màu lam cương nguyên lực hội tụ, một đạo màu lam trường ấn gào thét đập thẳng hướng mục phong mục phong dưới chân hỏa liên bộ bộc phát thân thể bên cạnh tránh bắn ra một trường kia đập vào trên mặt đất đánh ra một vài mét lớn trường hố mục phong né tránh về sau trong cổ họng gầm lên giận dữ thể nội ba đạo lôi văn bạo phát ra một cỗ lôi đình chi lực tràn vào thể nội nguyên mạch bên trong lôi đình bát hoang đạp mục phong ba bước bước ra khí thế điên cuồng phát ra gấp ba uy thế thẳng bước ngưng cương cảnh tiểu thiên vị bành dưới chân sóng lửa bộc phát Mục Phong như là một đạo lợi dây cung chi tiến lấy gấp ba tốc độ sông về Trần Hồng, tốc độ nhanh đến kinh người. Trần Hồng gầm thét, một trường cuồng đập mà ra, trường phong lăng lệ, vạch ra một đạo màu lam trường đao cắt chém hướng về phía Mục Phong. Cửu viêm quyền bảo, Mục Phong không tránh, trực tiếp một quyền đối cứng oanh sát mà ra. Bành, xích diễm quyền bình mang theo lôi đình oanh sát tại trường đao bên trên, trực tiếp làm vỡ nát trường đao. Làm sao có thể, Trần Hồng quá sợ hãi, vừa rồi Mục Phong lực bộc phát còn không có mạnh như vậy quyền kình đánh vào Trần Hồng trên thân, Trần Hồng cương nguyên hộ thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thể nội khí huyết quay cuồng, thụ một điểm nội thương khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá lúc này, Mục Phong một tay bên trong trăm sợi nguyên lực chia ra làm tia, cơ hồ tại một giây ở giữa liền cấu ra một đạo huyết hồng sắc văn kiếm. Vung tay lên, văn kiếm biến thành một đạo huyết sắc kiếm quang, vèo một tiếng nhanh như kinh hồng phá vỡ kia Trần Hồng điểm cương nguyên hộ thể. Phốc phốc, Trần Hồng trước mắt một đạo huyết quang hiện lên, một khỏa đầu lâu bị chém xuống một cái, máu tươi phun tung tóe mấy mét chi cao, đầu lâu bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Mà không đầu thi thể cũng rơi vào trên mặt đất, máu tươi tuôn ra. Mục Phong đánh chết Trần Hồng, trong tay tử sắc điện quang hiện lên, tử điện chiến thương xuất hiện ở trong tay, chạy vọt hướng về phía xa xa một đoàn hỗn chiến đám người. Ninh Phục đắc một người độc chiến kia tóc ngắn nam tử cùng hai tên tử phủ cảnh đại thiên vị cao thủ, có chút rơi vào hạ phong. Kia Tiêu Dĩnh Nhi một mình đối mặt hơn 10 tên tử phủ cao thủ. Nàng cũng là ngưng cương cảnh tiểu thiên vị tu vi, độc chiến đám người này không có vấn đề gì, trên mặt đất còn bị nàng phản sát ba tên lính đánh thuê. Bạch, lúc này một vệt chớp tím quang nhận chém giết mà đến, một sông về tiêu dĩnh nhi lính đánh thuê bị chém giết thành hai nửa, máu me đầm đìa. Tiêu dĩnh nhi có chút kinh ngạc, chỉ gặp thiếu niên tóc trắng kia vậy mà đánh chết đối thủ của hắn giết tới đây. Mục phong xông vào chiến đoàn, trong tay tử điện chiến thương cuồng vũ, một thương kinh hồng đâm ra, một lính đánh thuê cổ họng thổi phù một tiếng bị xuyên thủng mà qua, sau đó rút súng quét qua, một đạo tử quang hiện lên, lại một lính đánh thuê đầu lâu bị hình kiếm thương nhận chém giết mà xuống. Giết, bốn tên lính đánh thuê gầm thét, hướng Mục Phong đánh tới, đao kiếm quang mang chấp động. Mục Phong bước chân đạp mạnh thân tử dược lên giữa không trung, né tránh bốn chuôi đao kiếm, nâng thương gầm thét bạo đâm mà ra. Siêu, 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 chỉ là một giây ở giữa, Mục Phong liền điểm ra bốn đạo tử điện thương kinh. Phốc, 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 bốn tên lính đánh thuê lồng ngực bạo tạc lên từng đoàn từng đoàn huyết hoa, Lồng ngực bị thương kình xuyên thủng, nội tạng vỡ vụn, thi thể ngã trên mặt đất. Tiêu Dĩnh Nhi cũng chém giết một người, gặp một màn này quá sợ hãi, thiếu niên này chiến lực không khỏi quá kinh khủng một chút. Mục Phong gia nhập chiến đoàn, không đến một lát, hơn 10 người lại bị chém giết sạch sẽ, hắn một người một mình giết hơn phân nửa. Tóc ngắn nam tử cũng phát hiện một màn này, trong lòng vừa sợ vừa giận, kinh hãi là Mục Phong thực lực, vậy mà đánh chết Trần Hồng. Mà bây giờ, hắn chỉ còn lại có hai người thủ hạ, thế cục đối với hắn trong nháy mắt không ổn một đao đẩy lui ninh đắc phục, tóc ngắn nam tử sắc mặt khó coi vô cùng. Đại ca, làm sao bây giờ? Một người kinh hoàng hỏi, rút lui, tóc ngắn nam tử cũng là quả quyết người, thế cục không ổn trực tiếp hạ lệnh đào mệnh. Ba người thu hồi đao kiếm, từ bỏ đối phó ninh đắc phục, trực tiếp hướng nơi xa phi nước đại đào mệnh. Ninh đắc phục gặp một màn này cũng không có đi truy, hắn mục đích cũng không phải ba người kia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chương 256, Tu Vi đột phá. Ninh Đắc Phục cũng là kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, sau đó nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, tiểu tử, không tệ, người giúp ta một chuyện, bất quá bây giờ người cũng có thể lăn. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua hắn, người bây giờ lăn cũng còn kịp. Ninh Đắc Phục sướng sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nói, người biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta để ngươi lăn, Mục Phong thanh âm lạnh như băng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có hai điểm thực lực liền có thể ở trước mặt ta cuồng, vốn còn muốn buông tha ngươi, bất quá bây giờ xem ra, không cần như thế. Ninh đắc phục sắc mặt băng lãnh, dẫn theo trường kiếm đi hướng mục phong. Mà tiêu dĩnh nhi cũng cùng nhau đi hướng mục phong, sắc mặt khó coi. Thật sự là không biết tốt xấu, ta sư huynh để ngươi có đi hay không, hiện tại, ngươi có thể đi không thành. Tiêu dĩnh nhi cười lạnh nói, mục phong gặp hai người cùng một chỗ hướng mình đánh tới, mặt không đổi sắc. Giết, hai người đồng thời rút kiếm nhanh chóng lướt đến, một trái một phải thẳng hướng mục phong. Mục Phong trên cánh tay Tiểu Thiên một tiếng gào thét, biến thành một đạo bạch quang bắn về phía Tiêu Dĩnh Nhi, một tiếng gào thét, một đầu dài hơn 20 mét hồng tông bạch sao đột nhiên xuất hiện, cắn một cái thẳng hướng Tiêu Dĩnh Nhi. Tiêu Dĩnh sắc mặt đại biến, đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu bạch sao đánh tới hoàn toàn chính xác dọa nàng nhảy một cái, bất quá nàng một tiếng khẽ kêu, rút kiếm một kiếm giận chém hướng về phía bạch sao. Một người một sao đại chiến ở cùng nhau, Kiên Ninh Đắc Phục cũng rút kiếm, kiếm trong tay biến thành một tia chớp kiếm quang chém giết hướng về phía Mục Phong, oanh, oanh, lôi đình bát hoang đạp, mục phong trong lòng gầm thét, lần nữa hai bước bước ra, thân thể vào tới, thể nội cuối cùng hai đạo lôi văn cũng bộc phát, năm cỗ lôi đình chi lực tràn vào nguyên lực bên trong. Nguyên lực khí thế điên cuồng phát ra gấp 5 lần, mục phong khí thế thẳng bước ngưng cương cảnh ngũ trọng. Trong tay tử điện quét ra, một thương cuồng bạo đẩy lui ninh đắc phục. Đây, đây là, lôi đình bát hoang đạp. Ninh Đắc Phục nhìn qua Mục Phong bên ngoài thân vần quanh tử sắc lôi đình, điên cuồng phát ra khí thế trong lòng kinh hãi, không dám tin. Thấy lại hướng về phía Mục Phong trong tay chiến thương, con người càng là co rụt lại. Bất quá lúc này, Mục Phong cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, một thương giận chém mà xuống, một tia chớp quang nhận cuồng bạo bổ tới. Ninh Đắc Phục thân thể vội vàng trốn tránh, một thương kia trên mặt đất đánh ra dài 10 mét vết rách. Bành, Ninh Đắc Phục gầm thét, rút kiếm giết tới, một kiếm hội tụ cuồng bạo lôi cương nguyên lực đâm ra. Lôi vũ quyết, bạch, 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 hơn 10 nói lôi đình kiếm mang tại kiếm thế phía dưới cơ hồ là lắc một cái đâm về phía Mục Phong. Mục phong vùng thương không ngừng ngăn cản, chấn vỡ lôi đỉnh kiếm mang, trong đó một đạo phá vỡ mục phong eo, lưu lại một cái miệng máu. Bất quá lúc này Ninh Đắc Phục rút kiếm giết gần, một kiếm nhanh như bôn lôi thẳng điểm mục phong cổ họng, kiếm khí đã là đâm vào mục phong làn da đau nhức. Mục phong bước chân đạp mạnh, hỏa liên bộ bộc phát, thân thể lui nhanh né tránh một kiếm này, kéo dài khoảng cách sau một quyền toát ra, đánh nát đâm cận thân trước lôi đỉnh kiếm mang. Mà đổi thành một bên, Tiểu Thiên cũng cùng Tiêu Dĩnh Nhi giết ở cùng nhau. Tiểu Thiên bay ở giữa không trung, trong miệng giao diếm không ngừng đánh phía Tiêu Dĩnh Nhi, làm cho Tiêu Dĩnh Nhi không ngừng trốn tránh, vô cùng chật vật. Nhiệt xúc, chết, Tiêu Dĩnh gầm thét, né tránh một đạo oanh tạc về sau thân thể nhảy lên một cái cao hơn 20 mét, rút kiếm bổ về phía Tiểu Thiên. Một đạo dài 3, 4 mét kiếm mang màu xanh lục phá không chém giết mà đi. Phốc phốc, đạo này kiếm mang tại Tiểu Thiên trên thân thể chém ra một đạo to lớn miệng máu, ngưng cương cảnh Tiểu Thiên vị tu vi bạch giao gầm thét nhịn đau quật hướng về phía Tiêu Dĩnh. Tiêu Dĩnh sắc mặt đại biến, người giữa không trung không cách nào trốn tránh, bịch một tiếng bị Tiểu Thiên quật rơi xuống giữa không trung hung hăng quẳng xuống đất, ném ra một cái hố đất, trong miệng máu tươi cuồng thổ, thể nội bị trọng thương. "Giống!" Tiểu Thiên gầm thét trùng sát mà xuống, cắn một cái thẳng hướng Tiêu Dĩnh Nhi. "Không!" Gương mặt xinh đẹp sợ hãi đến bóp méo, bất quá Tiểu Thiên cái này hung thú xúc sinh thế nhưng là không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc. "Sư huynh cứu ta!" A, à, rú thảm ở giữa, Tiểu Thiên cắn một cái tại Tiêu Dĩnh đầu lâu bên trên. Răng nanh sắc bén phốc phốc đâm vào đầu lâu bên trong, một đầu mỹ lệ sinh mệnh trong nháy mắt vẫn lạc. Bạch giao tiểu thiên cắn tiêu dĩnh nhi, xong chảo đặt tại thân thể mềm mại, đầu kéo một cái, trực tiếp đem thiếu dĩnh đầu lâu cắn nứt giật xuống, miệng lớn nuốt vào trong bụng, sau đó liền bắt đầu phân thây bắt đầu ăn, hình tượng huyết tinh. Sư muội, Sa Sa Ninh đắc phục gặp đã bị tiểu thiên xé rách mảnh vỡ khối lớn cắn ăn lên hình tượng, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cửu Viêm quyền bảo, Lôi Minh trưởng, cuồng bạo quyền kình cùng trưởng kình oanh minh hai cỗ cương nguyên lực quét sạch bộc phát, tràn ngập hướng về phía bốn phương tám hướng, phương viên 10 mét bên trong bạo tạc mà lên. Mục Phong trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo huyết cương văn kiếm, nhanh như kinh hồng chém về phía Ninh Đắc Phục. Phốc phốc, Ninh Đắc Phục cánh tay bị một kiếm chém xuống đến, máu tươi tuôn ra. A, à, Ninh Đắc Phục cầm kiếm tay rơi xuống, hắn đau đến rú thảm ôm cánh tay đứt gãy không ngừng lui lại. Mục Phong nâng thương giận đâm về Ninh Đắc Phục, bất quá Ninh Đắc Phục trong tay vậy mà xuất hiện một trương văn phù, bắn về phía Mục Phong. Mục Phong biến sắc, cảm thủ kia văn phù muốn bộc phát năng lượng, vội vàng trốn tránh. Ầm ầm, một đoàn lôi quang bạo tạc, cuồng bạo năng lượng quét sạch, phương viên 10 mét bên trong bị tạc ra một cái hố to. Phốc, Mục Phong bị cuồng bạo năng lượng chấn động đến sau bay ngã xuống hơn 20 mét xa, trên mặt đất trượt ra một đạo vết sạch. Mà Ninh Đắc Phục thân ảnh đã phi nước đại trốn vào kia lôi lâm bên trong. Mẹ nó, lại là lôi phù. Mục Phong ho ra một ngụm tụ huyết, đứng lên, hắn tránh được kịp lúc, chỉ là bị năng lượng chấn động đến, không có thủ quá đại thương. Lôi phù, uy lực yếu nhất cũng có ngưng cương cảnh đại thiên vị uy lực, phẩm giai tại nhị giai thượng phẩm. Phốc phốc, bất quá mục phong thể nội lôi đình chi lực lúc này thu hồi phản vệ, mục phong phun ra một ngụm máu tươi, thụ không kém nội thương. Mục phong vội vàng ăn vào một khỏa chữa thương đan, cũng không đuổi theo ninh đắc phục, tiểu thiên cũng ăn xong tiếu dính liếm sạch sẽ ngoài miệng máu tươi, ánh mắt vừa giận nóng nhìn phía nơi xa trong hầm trọng thương lôi điện điêu. Nếu là nó có thể thôn vệ lôi điêu tinh huyết, tất nhiên tu vi tiến nhanh tiểu thiên quan sát ngồi dưới đất chữa thương mục phong lặng lẽ bay về phía lôi điêu chạy trở về đến mục phong nhắm mắt lại thản nhiên nói tiểu thiên thân thể dừng lại trong con ngươi lộ ra một tiêu ủy khuất ô ô kêu hai tiếng ủ rũ cúi đầu bay về phía mục phong biến thành một đầu bạch xà bò tới mục phong bả vai ma sát mục phong gương mặt nũng nịu cũng vô dụng nó ngươi không thể ăn mục phong không để ý tới tiểu thiên ôn nhu chiến thuật tiểu thiên thân thể trì trệ đối mục phong gào thét một tiếng bơi vào mục phong trong ngực, miệng cắn đuôi bàn thành một đoàn không để ý tới mục phong, hắc, vẫn rất ngạo kiều. Sau một lát, mục phong đứng dậy, đi hướng kia trần hồng thi thể, một cỗ huyết cương tràn vào trần hồng trong thi thể, thi thể thiêu đốt, biến thành một cỗ huyết khí tràn vào mục phong thể nội, kia chín giọt tinh huyết tức thì bị luyện hóa thành một cỗ máu cương nguyên lực, dung nhập thể nội, tăng tiến mục phong tu vi. Mục phong hấp thu xong hơn 10 bộ thi thể tinh huyết, hai cái luồng khí xoáy điên cuồng chuyển động, nhan sắc thâm trầm huyết hồng, trực tiếp cương hóa ngưng cương cảnh nhị trọng, phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 257, Dung hợp lôi cương. Những thi thể này khi còn sống đều có không tệ tu vi, đều tại tử phủ cảnh phía trên, năng lượng ẩn chứa không yếu, mục phong luyện hóa hấp thu về sau, trực tiếp cương hóa cái thứ hai luồng khí xoáy. Tu vi đột phá, nếu là bình thường tu luyện, hắn đoán chừng còn phải muốn một hồi mới có thể đột phá. Đem những thi thể này thu thập cùng một chỗ, Mục Phong một thanh thiêu thành cho tàn, trong lòng vô hỷ vô bi. Mục Phong nhìn phía lôi điêu, lôi điêu thương thế đã ổn định, khôi phục còn cần thời gian, tay khẽ vẫy, tu la thần ngọc bay trở về trong tay, tu la thần ngọc lại biến thành một đạo huyết quang, dung nhập Mục Phong thể nội. Đi xem gốc kia tụ lôi mộc, bên trong có kinh hỉ. Khi Nguyệt Thanh âm tại Mục Phong trong óc vang lên, kinh hỉ, Mục Phong sững sờ, nhìn phía tụ lôi mộc, cây kia tụ lôi mộc có hai người ôm hết thô, cành lá đều tản ra một cỗ tử quang nhàn nhạt. nhạt mà phương viên trong vòng trăm thước, một mảnh hỗn độn, bị thiên kiếp biến thành đất khô cằn, lúc đầu đại thụ đã biến thành than cốc, chỉ có cái này khỏa tụ lôi mộc không có bị thiên kiếp hủy diệt. Mục Phong đến gần quá khứ, linh hồn cảm giác lực tràn vào cái này tụ lôi mộc bên trong. Chỉ gặp cái này tụ lôi mộc bên trong, có một đoàn đầu lâu lớn nhỏ màu tím nhạt lôi cương quang đoàn hội tụ, phát ra kinh người lôi đình chi lực, cỗ này lôi cương bên trong, còn có một cỗ thiên uy. Đây, đây là, thượng phẩm lôi cương, Mục Phong đại hỉ, kinh hô nói. Cỗ này lôi cương nhưng khác biệt cái khác phổ thông lôi cương, bên trong ẩn chứa thiên kiếp chi lực, tên thiên kiếp lôi cương, uy lực to lớn, tại thiên địa cương khí bên trong, tuyệt đối coi là hàng cao cấp, đoán chừng có thể cường hóa nguyên lực gấp 7 đến 8 lần tả hữu. Khi Nguyệt nói, thiên kiếp lôi cương, Mục Phong nghe vậy, con người lửa nóng, cái kiêu uy lực gần như sắp theo kịp tu la hóa huyết cương. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, cỗ này lôi cương uy lực mạnh mẽ, dung hợp phong hiểm tương đối cao, người tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Khi Nguyệt lại ngưng trọng nói, chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ là một điểm phong hiểm sợ cái gì. Mục phong ánh mắt kiên định, khi Nguyệt cũng không nói thêm gì, mục phong đi tới tụ lôi mục trước ngồi xuống, song trưởng dán tại tụ lôi mục phía trên, thể nội nguyên lực tràn vào tụ lôi mục bên trong. Cổ nguyên lực này tuôn hướng thiên kiếp lôi cương, kia cỗ lôi cương bị nguyên lực khí cơ dẫn dắt, tràn vào mục phong trong thân thể. Một cỗ kinh người lôi đình chi lực xung kích hướng về phía mục phong. A, à, mục phong một tiếng rú thảm, kia cỗ lôi đình chi lực xung kích nhập thể nội, toàn thân truyền đến một trận đau khổ kịch liệt, mái tóc dài màu trắng từng chiếc dựng thẳng lên. Mục Phong thống khổ thời điểm, còn điên cuồng vận chuyển công pháp, hấp thu kia lôi cương chi lực, hấp dẫn nhập mình tử phủ trong đan điền. Mục Phong, người điểm ấy khổ đều chịu không được sao? Nói thế nào báo thù, nói thế nào cứu mình mẫu thân? Mục Phong gầm thét, nghiến răng nghiến lợi, dẫn dắt thiên kiếp lôi cương tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ này cuồng bạo thiên kiếp lôi cương uy lực cường đại dường nào, như là một đầu nộ long, tại phá hư mục phong kinh mạch trong cơ thể, nguyên mạch, nội tạng. Thời gian dần trôi qua, mục phong trong miệng, cái mũi, lỗ tai, kia đến làn da mặt ngoài, đều tràn ra từng dòng máu tươi. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, người như là bị ném vào nóng hổi trong chảo dầu, bị một chút xíu tiên tạc. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, như là vạn con con kiến tại thể nội không ngừng tê cắn, loại thống khổ này, so đốt huyết luyện thể còn muốn thống khổ hai điểm. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong sắp trở thành một cái huyết nhân, bên ngoài thân máu tươi trôi qua, thống khổ, sắp che mất Mục Phong lý trí. Mục Phong thân thể sắp chống đỡ không nổi thời điểm, thể nội tu la thần ngọc bên trong, đã tuôn ra một cỗ huyết khí năng lượng, khôi phục Mục Phong cường thế, bổ sung huyết khí của hắn. Cái này gốc tụ lôi mộc, chỉ sợ sống sót không hạ ngàn năm, hấp thu vô tận lôi đình chi lực, hội tụ kinh người lôi cương. Mà lần này, lại trải qua thiên kiếp tẩy lễ, lại hấp thu một cỗ thiên kiếp lôi đình chi lực, Khiến cho ẩn chứa Lôi Cương phát sinh một trận biến đổi lớn. Mục Phong tại nhẫn thụ lấy thống khổ hấp thu thiên kiếp lôi cương thời điểm, thân thể của hắn cũng bị thiên kiếp lôi cương một chút xíu rèn luyện. Đây là thể tu, nguyên thủy nhất thống khổ nhất rèn luyện nhục thể chi pháp. Cách xa mấy chục dặm chỗ, Ninh Phục đắc ôm tay cụt, thân thể lập tức ngã xuống trong rừng. A, à, hắn co quắp tại trên mặt đất, cánh tay thống khổ đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó. Hắn tay run run, từ trực tiếp trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy hạt đan dược ăn vào nhịn đau khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài thân lôi cương nguyên lực lượn lờ, luyện hóa đan dược chi lực. Thời gian dần trôi qua, chỗ cụt tay vết thương mở ngưng kết vết máu, toàn tâm thống khổ thời gian dần trôi qua yếu đi rất nhiều, hắn sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc. Ninh Đắc Phục lập tức nằm trên mặt đất, trong đôi mắt còn có phẫn nộ, cừu hận cùng kinh nghi. Tiểu tử kia, tại sao có thể có lôi đình bát hoang đạp, hắn đến cùng là lai lịch gì? Còn có, tử điện chiến thương làm sao cũng sẽ xuất hiện trong tay hắn. Chẳng lẽ, hắn là tông chủ đệ tử. Không, không có khả năng, lôi vô tông ta chưa hề chưa thấy qua hắn nhân vật này, mà lại tông chủ đã tỏa hóa. Ninh Đắc Phục Kinh Nhi tự nói, giống, bất quá lúc này trong rừng truyền đến tiếng thú gào, đánh gãy hắn hết thảy phỏng đoán. Ninh Đắc Phục vội vàng bò dậy, lung la lung lay rời đi mảnh này trong rừng. Thời gian chậm chậm trôi qua, kia lôi điêu thân thể giật giật, nó chậm rãi chống đỡ động cánh, bò lên. Nó quan sát trên lồng ngực của mình đã bắt đầu mọc ra thịt mới khôi phục vết thương, lại hơi liếc nhìn nơi xa thống khổ hấp thu lôi cương mục phong, hung cầm trong con ngươi, lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Nó bên ngoài thân năng lượng dần dần vận chuyển, trái đen lông vũ lại một lần nữa trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. "Gáy!" Lôi điêu hét dài một tiếng, trong tiếng huyết gió tất cả đều là kích động cùng kinh hỉ. Nó rốt cục kháng qua kiếp nạn, trở thành một cái nguyên đan hung cầm, từ đây, mảnh đất này phía trên không còn có nhiều ít người có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Cao lớn lôi điêu đi hướng mục phong nhìn qua ở trong sấm sét vặn vẹo lên gương mặt Mục Phong, nó cũng không nghi hoặc. Nó biết hắn đang làm gì, lôi điêu an tĩnh thủ hộ tại Mục Phong bên cạnh. Trong rừng, một chút hung thú, lôi báo, huyết hổ loại hình hướng bên này tới gần, bọn chúng biết lôi điêu độ kiếp, đến dò xét tình huống. Nếu là lôi điêu chết rồi, tiện nghi chính là bọn chúng, thôn vệ lôi điêu huyết nhục tinh huyết, nội đan, bọn hắn có thể tu vi tăng nhiều. Lôi điêu gặp có hung thú tới gần, một tiếng lạnh giết gào, trong miệng một đạo màu đỏ lôi đỉnh chém giết mà đi. Oanh, ngoài mấy chục thước, một đầu ngưng cương hung thú bị lôi đình bổ chúng, trực tiếp bạo tạc biến thành thịt nát, mặt đất cũng bị đánh ra một cái hơn 10 mét lớn lôi hú uy lực kinh người. Giống ô, hung thú khác gặp một màn này, từng cái chật vật mà chạy, không tựa ở tới gần lôi điêu, rời xa lôi điêu sinh hoạt phạm vi ngoài trăm dặm. Bọn chúng biết, từ hôm nay trở đi, lôi lâm hung thú bên trong, lại muốn thêm một vị vương giả. Lôi điêu trấn nhiếp đuổi lui những hung thú kia, bỏ tới một phong nơi không xa, an tĩnh thủ hộ lấy, đồng thời, nó cũng đang khôi phục thương thế của mình. Người cùng hung thú, cũng tương tự có thể hòa bình chung sống, chỉ nhìn ngươi lại vô thiện đối đãi nó trái tim. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 258, Ngưng Cương Tam Trọng, mục phong trên thân chảy ra huyết dịch càng ngày càng nhiều, trong ngực hắn tiểu thiên cũng không thể không rời đi mục phong trong ngực, cùng lôi điêu cùng một chỗ lẳng lặng thủ hộ lấy mục phong. Lôi điêu nhìn qua đầu này tiểu bạch xà, còn người bên trong hung lệ chi sắc thoáng hiện, đối tiểu thiên một tiếng hung cứu. Tiểu thiên cũng không cam chịu thế yếu đối lôi điêu gào thét, tựa hồ muốn nói, ngươi điều cái gì điều, ngươi trọng thương thời điểm nếu không phải chủ nhân ngăn đón ta, ta đã ăn ngươi. Lôi điêu khinh thường nhìn qua tiểu thiên, cũng khinh thường động thủ, cứ như vậy một đầu con run còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Tiểu thiên giận dữ, biến thành một đầu 20 mét to lớn bạch dao, hướng lôi điêu gầm thét không thôi. Mặc kệ đánh thắng được đánh không lại, ca môn khí thế bên trên cũng không thể thua, nhà a à, người nhà cũng có thể biến lớn đây là bành trướng sao lôi điêu đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc tiểu thiên trực tiếp nhào cắn về phía lôi điêu lôi điêu hai cánh phiến một cỗ mãnh liệt cương nguyên khí kình diễn tấu tại tiểu thiên trên thân trực tiếp đem tiểu thiên đập bay ra ngoài xa mấy chục thước tiểu thiên gầm thét trong miệng một đạo màu đỏ hỏa diễm đạn oanh sát hướng về phía lôi điêu khuất nhục a à, đường đường linh dao lại bị một cái xúc sinh lông lá xem thường lôi điêu trong miệng cũng là một đạo màu đỏ lôi đình oanh sát hướng về phía tiểu thiên lôi đình cùng hỏa diễm đạn đánh vào nhau nổ tung lên mà màu đỏ lôi đình uy lực mạnh hỏa diễm đạn quá nhiều chấn vỡ về sau đánh vào tiểu thiên trên thân gào thét tiểu thiên một tiếng rú thảm bị điện giật đến toàn thân phát ra cổ cổ khói đen ném xuống đất lôi điêu còn người có chút khinh thường tiểu tử cùng ta đấu ta thế nhưng là kháng qua thiên kiếp chim nơi này cũng nói một chút hung thú phần lớn thần thông vì sao đều là từ trong miệng thôi phát hung thú kết cấu thân thể cùng nhân loại dù sao khác biệt, nguyên mạch cũng khác biệt, bất quá lại một đầu, hung thú nội đan tại trong bụng, thực quản đến miệng cũng có thể nhìn thành là một đầu nguyên mạch. Từ trong miệng phóng thích nguyên lực công kích, so với những bộ vị khác phải nhanh, người đồng dạng có thể, bất quá người tu luyện kia đánh nhau là miệng mở rộng cùng người khác đánh. Đương nhiên, hung thú đồng dạng có thể từ bọn hắn móng vuốt, cánh, cái đuôi bên trên quán thông nguyên mạch phóng thích nguyên lực công kích. Tiểu Thiên phẫn nộ nhìn Lôi Điêu một chút, bất quá vẫn là nhỏ đi hình thể, về tới mục phong bên người cũng không đi khiêu khích lôi điêu mục phong thế nhưng là không tâm tình quản cái này hai cái hung thú đấu pháp toàn lực hấp thu dung hợp cái này tụ lôi một bên trong thiên kiếp lôi cương nhục thể không ngừng bị lôi cương phá hư tu la thần ngọc lại không ngừng chữa trị cái này tụ lôi mộc bên trong ẩn chứa lôi cương lượng phi thường khổng lồ muốn hấp thu xong thật đúng là không phải một lát sự tình con run đi bắt hai cái ăn thịt đến lôi điêu đối tiểu thiên hung cứu tại sao là ta chính ngươi không có móng vuốt a à, còn có ta là dao không phải con run tiểu thiên gào thét không phẫn lôi điêu phủi đi phủi đi sắc bén như đau móng vuốt tiểu thiên không dám đáp lại ngoan ngoãn biến lớn hình thể bay về phía lôi lâm bên trong không bao lâu tiểu thiên bắt trở về hai đầu lôi báo một dao một điêu bắt đầu khối lớn cắn ăn thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt đã qua hai ngày lâu kia tụ lôi mộc bên trong thiên kiếp lôi cương rốt cục bị mục phong toàn bộ hấp thu mà mục phong cả người cũng gần như sắp biến thành một cái màu đỏ thấm hình người kén máu một tầng thật dày vết máu ngưng tụ tại mục phong bên ngoài thân. Mục phong thể nội, một cỗ cường hãn thiên kiếp lôi cương tại 12 đầu nguyên mạch bên trong chảy xuôi, bị dẫn đạo dung nhập luồng khí xoáy bên trong. Cỗ này lôi cương phi thường hùng hậu, bị khí xoáy thu nạp, dung nhập luồng khí xoáy bên trong, cùng nguyên khí dung hợp lại cùng nhau, tạo thành mới cương nguyên lực, thiên kiếp lôi cương. Về phần mục phong tu la huyết cương, tự nhiên cũng còn tại thể nội, bất quá chứa đựng tại tu la huyết mạch bên trong, cần thời điểm có thể trong nháy mắt điều động, hình thành máu cương nguyên lực. Mà cỗ này lôi cương chi bành trướng, một cái luồng khí xoáy cương hóa về sau, còn có đại lượng thiên kiếp lôi cương, lại dung nhập cái thứ hai luồng khí xoáy. Khi tất cả thiên kiếp lôi cương dung nhập luồng khí xoáy bên trong về sau, thình lình có ba cái luồng khí xoáy bị cương hóa. Mục phong nhân tộc chi thân tu vi, trong chấp mắt đột phá đến ngưng cương cảnh tiểu thiên vị. Mục phong con người vừa mở, hai đạo màu tím nhạt lôi quang từ trong đôi mắt bắn ra, một cỗ tản ra thiên kiếp uy áp lôi đình cương nguyên lực phát ra Bành, Mục Phong bên ngoài thân thật dày vết máu trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, đương nhiên, bị huyết dịch ngưng kết áo bào cũng bị chấn vỡ, Phong ca cởi chuồng không mảnh vải che thân đứng ở trong cuồng phong, đen trắng lông tóc tùy phong tung bay. Tiêu Sái, mà Tiểu Thiên cùng Lôi Điêu đều là mở to hai mắt nhìn, sướng sờ nhìn qua Mục Phong. Mục Phong mặt đỏ lên, vội vàng chạy trần chuồng đến tụ lôi mục một bên khác từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra áo bào mặc vào. Bất quá không thể không nói, phong ca cái này một thân cân xứng cân đối đường cong rõ ràng cơ bắp dáng người đích thật là để tiểu bàn béo ta hâm mộ đổi xong áo bào mục phong đi hướng hai thú kia lôi điêu đi tới khe kêu một tiếng tại thiên kiếp trước mặt cũng không có thấp đầu lâu có chút thấp hướng mục phong biểu thị cảm kích ha ha không cần cảm ơn chúc mừng điêu huynh vượt qua thiên kiếp từ lần thiên hạ chi lớn đều có thể đi đến mục phong cười ha ha một tiếng ôm quyền nói lôi điêu đầu lâu ma sát mục phong gương mặt mấy lần sau đó lui ra phía sau hai cánh chấn động cuồng phong quét sạch, lôi điêu phù diêu mà lên. Gáy, lôi điêu tại mục phong trên đỉnh đầu xoay quanh ba vòng, phát ra hét dài một tiếng, sau đó hai cánh chấn động, bay về phía nơi xa lôi lâm bên trong. Gặp lại, mục phong la lớn, vẫy vẫy tay, lôi điện điêu bay đi về sau, mục phong cũng quan sát trong cơ thể của mình, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn điều động lôi cương nguyên lực, trên thân người lại có một cỗ nhà nhà thiên kiếp uy áp, nhảy lên một cái cao hơn 20 mét, một quyền oanh sát mà ra. Ao ao, một đạo màu tím nhạt lôi điện lượn lờ quyền kình oanh sát hướng đại địa. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc oanh minh, mặt đất lại bị nổ ra một vài mét lớn nhỏ hố sâu, bùn đất vẩy ra. Mục Phong rơi trên mặt đất, sắc mặt đại hỉ, một quyền này ẩn chứa lực bộc phát, so với nhân tộc chi thân sử dụng huyết cương còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhân tộc chi thân chỉ có thể bộc phát ra tu la huyết cương gấp 5 lần tả hữu uy lực, bất qua cái thiên kiếp này lôi cương, hắn đoán chừng có thể bộc phát ra gấp 7 đến 8 lần ở giữa uy lực trình độ. Ha 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 ha. Mục Phong cũng không nhịn được phá lên cười, hắn hiện tại ngưng cương tiểu thiên vị tu vi, chỉ sợ ngưng cương tứ trọng đối thủ, chỉ cần không phải cương khí mạnh hơn hắn, cũng tại dưới tay hắn trèo trống không được bao lâu đi. Sử dụng lôi đình bát hoang đạp, chỉ sợ ngưng cương lục trọng cũng có thể một trận chiến. Không tệ, cái thiên kiếp này lôi cương uy lực hoàn toàn chính xác so với người thân người sử dụng tu la huyết cương cường đại rất nhiều, mà lại, thiên địa này cương khí còn có một điểm, có chỗ tăng lên, cũng không cực hạn trước mắt phẩm chất, liền cùng nhân thể ngũ hành cương, đổi tốt hơn công pháp, Cường khí cũng có thể tinh luyện phẩm chất càng cường đại." Khi Nguyệt gật đầu tán thưởng nói, "A, tăng lên, làm sao tăng lên?" Mục Phong hiếu kỳ hỏi. "Đơn giản, đang hấp thu cường đại hơn lôi cương, cường hóa ngươi làm trước lôi cương phẩm giai tự nhiên có thể tăng lên." Khi Nguyệt thản nhiên nói, "Cái này lôi cương là thiên kiếp lôi cương, còn muốn cùng cường đại, chẳng lẽ hấp thu cường đại hơn thiên kiếp lôi cương?" Mục Phong hỏi, "Ừm, um, có thể nói như vậy." Phong Ca nghe vậy ngậm miệng, "Cái thiên kiếp này cường đại cỡ nào?" hắn hiện tại là không dám, cũng không thể lực đi đụng vào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chương 259, Lôi Vũ Tông Chủ, một đầu rộng rãi đại đạo lan tràn hướng về phía lôi lâm chỗ sâu, tại lôi lâm bên trong, có một tòa cao gần ngàn trượng đại sơn. Trên đỉnh núi lôi vân dày đặc, trên đỉnh là một mảnh khoáng đạt bằng phẳng địa giới, kiến trúc san sát, tựa như một tòa thành nhỏ. Lôi điện ở trên đỉnh núi lượn lờ, để tòa này tông môn, tựa như là kiến trúc tại lôi vân phía trên. Lôi vũ tông, lôi vũ quốc cường đại nhất tông môn thế lực một trong, danh xưng đệ tử 8.000, tại lôi vũ quốc, có to lớn lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng. Mà lôi vũ tông bên trong cao thủ đông đảo, đời trước tông chủ liễu thiên minh càng là linh hải cảnh võ đạo cường giả, uy chân bắc nguyên vực. Bất quá hai năm trước đó liễu thiên minh nghĩa tử liễu kình đột nhiên truyền ra tin tức, liễu thiên minh hòa một vị cường giả yêu tộc đại chiến, sử dụng lôi đỉnh bát hoang đạp trọng thương tòa hóa vẫn lạc. Mà bây giờ, cái này lôi vũ tông tông chủ vị trí cũng chuyển cho liễu thiên minh nghĩa tử danh xưng lôi vũ tông trăm năm khó gặp thiên tài liễu kinh mà một ngày này lôi vũ tông khách quý đầy ngập khách ngồi lôi vũ quốc nổi danh đại gia tộc đều tới bái phòng ăn mừng không khác hôm nay là vị này lôi vũ tông đệ nhất thiên tài liễu kinh chính thức tiếp nhận vị trí tông chủ thời gian trong đại sảnh yến hội bày mấy chục bàn toàn thân áo trắng khuôn mặt anh tuấn mày kiếm mắt sáng thanh niên dơ chén rượu bốn phía du tẩu tại tân khách bên trong nhân sinh đắc ý hắn gọi liễu kinh Lôi Vô Tông trăm năm qua đệ nhất thiên tài, tuổi tác không có hơn phân nửa trăm liền tu luyện nguyên đan cảnh bát trọng, danh xưng là Liễu Thiên Diệp về sau, duy nhất khả năng đột phá linh hải trở thành một đời tông sư nhân vật. Ha ha, chúc mừng Liễu tông chủ, chúc mừng Liễu tông chủ a, à, tuổi còn trẻ liền trở thành chúa tể một phương, phần này làm thật sự là để cho chúng ta xấu hổ. Một gia tộc gia chủ đứng người lên nâng chén chúc mừng. Đúng vậy a, à, Liễu tông chủ còn trẻ tuổi như vậy liền có này hành động, ta tin tưởng, sau này Lôi Vô Tông Tại Liễu tông chủ thay mặt lĩnh phía dưới nhất định có thể đạt tới một cái càng thêm thịnh vượng độ cao. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy nâng chén nịnh ngọt. Các vị đều quá khen, đang ngồi các vị rất nhiều người đều có thể nói là Liễu Kình trưởng bối, Liễu Kình cũng hy vọng về sau lôi Vũ tông cùng các vị đều có thể mưa gió đồng hành, mọi người chúng ta cùng một chỗ đem chúng ta lôi Vũ quốc tu luyện giới chế tạo tốt hơn. Liễu Kình nâng chén, đối đám người cười sang sảng đạo, thật sự là xuân phong đắc ý, sau đó một chén mà uống. Tốt, đám người gọi tốt nâng chén cùng uống mà xuống liễu kình để ly rượu xuống đôi mắt bên trong lộ ra một tia thương cảm thở dài nói chỉ là nghĩa phụ ta lão nhân ra ông ta lại là nhìn không thấy ngày đó ai đám người nghe vậy mặc kệ là thật tâm cũng tốt hay là giả dối cũng được cũng đều nhao nhao thở dài thương cảm càng có người trấn an liễu tông chủ không thể so với quá mức thương cảm ta nghĩ ra tông chủ lão nhân ra ông ta trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất phù hộ ngài dẫn đầu lôi vũ tông đi hướng càng cường đại đúng vậy a à. Già tông chủ hắn có thể dạy dỗ ngài dạng này ngút trời kỳ tài, trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất vui mừng. Đám người thở dài, không biết tình hình thực tế, chỉ sợ liếu Thiên Diệp thật nghe thấy lời nói này, sợ rằng sẽ vách quan tài tấm đều kìm nén không được, tức giận đến tam hồn thất phách bốc lên khói đen đi. Nghĩa phụ, ngài trên trời có linh thiêng nhìn xem, hài nhi nhất định sẽ dẫn đầu lôi vũ tông, dẫn đầu chúng ta lôi vũ quốc đi hướng càng cường đại. liếu Kình chảy xuống một giọt nhiệt lệ, đem rượu đến trên mặt đất, làm bộ làm tịch. Tê dại, bắt ta 40 mét đại đao đến, chém chết cái này không muốn mặt đồ chơi. Tốt, Liễu Tông Chủ thật sự là tình nghĩa người. Liễu Tông Chủ như thế hiếu tâm, thật sự là cảm động chúng ta, chúng ta lại kính Liễu Tông Chủ một chén. Đám người nhao nhao gọi tốt, tán thưởng Liễu Kinh. Không xong, Ninh Trưởng Lão, Tông Chủ. Bất quá lúc này một lôi vũ tông đệ tử xâm nhập trong sảnh, hô to không tốt. Liễu Kinh nhướng mày, quát lạnh nói chuyện gì bối rối. Tông Chủ, Ninh Trưởng Lão. Hôm nay chúng ta dưới chân núi tuần tra, phát hiện Ninh Đắc Phục sư huynh bản thân bị trọng thương. Đệ tử này vội vàng nói, cái gì, người nói ta phục như thế nào? Một tóc hoa dâm đỏ bào lão giả đứng lên tức giận quát hỏi. Hắn gọi Ninh Khôn, lôi vô tông bên trong một nguyên đan cảnh trưởng lão, quyền cao chức trọng, đồng thời cũng là Ninh Đắc Phục ra ra. Người nói rõ ràng, con ta làm sao vậy, hắn ở đâu? Một người trung niên nam tử cũng uống hỏi, hôm nay chúng ta dưới chân núi tuần tra, gặp trọng thương hôn nguyên Ninh Sư Huynh. Chúng ta đem hắn trước mang lên dược sư đường đi. Đệ tử này vội vàng nói, tông chủ, ngài tiếp khách, ta trước đi qua nhìn một chút. Ninh khôn cùng Ninh đắc phục cha đứng lên nói, tốt, hai vị đi làm việc trước đi. Liễu kình nhẹ gật đầu, hai người hướng chúng tân khách chắp tay cáo từ rời đi đại sảnh, chạy về dược sư đường. Không bao lâu, đi vào dược sư đường liền gặp được cánh tay phải bị chém đứt, nằm ở trên giường Ninh đắc phục. Phục nhi, ngươi làm sao? Hai người quá sợ hãi, vừa sợ vừa giận, tới liền vội vàng hỏi cha, ra ra, các ngươi nhưng phải giúp ta báo thù a. À. Ninh Đắc Phục mang theo một tia nức nỡ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không phải cùng Tiếu Dĩnh xuống núi chấp hành nhiệm vụ sao, làm sao lại bị thương thành dạng này. Ninh khôn sắc mặt khó coi, hỏi, Ninh Đắc Phục đem sự tình toàn bộ nói ra, hai người nghe vậy đều lộ ra sát ý cùng sắc mặt giận dữ. Lại có người dám ở chúng ta lôi vũ tông địa bàn tổn thương lôi vũ tông đệ tử. Ninh Đắc Phục lão cha Ninh Hải đằng đằng sát khí, cha, ra ra đây không phải là trọng yếu nhất trọng yếu là tiểu tử kia vậy mà lại lôi đình bát hoang đạp mà lại trong tay hắn còn có tử điện chiến thương ninh đắc phục thấp giọng nói cái gì hai người nghe vậy sắc mặt biến hóa ninh khôn quan sát chung quanh vung tay lên kinh khí đem cửa phòng diễn tấu đóng lại hỏi ngươi nói rõ ràng ninh đắc phục nói mục phong sử dụng lôi đình bát hoang đạp sửa tình hai người sau khi nghe xong sắc mặt đều có chút khó coi ninh khôn đối ninh hải nhẹ gật đầu ninh hải rời đi chỉ chốc lát sau Liễu Kình cùng Ninh Hải đồng thời trở về. Ninh Đắc Phục liền vội vàng hành lễ. Liễu Kình sắc mặt âm trầm nói: người nói thế nhưng là thật. người thật trông thấy một tên tiểu tử sử dụng lôi đình bát hoang đạp, có tử điện chiến thương. hồi tông chủ đệ tử không dám nói bậy, thiên chân vạn sát. Ninh Đắc Phục bảo đảm nói. hai người khác sắc mặt cũng khó nhìn lên. kia Ninh Khôn thấp giọng nói: tông chủ, chẳng lẽ hắn không có chết? không có khả năng, hắn uống rượu độc, lại sử dụng một kích mạnh nhất lôi đình bát hoang đạp, không có khả năng không chết. Liễu Kình sắc mặt khó coi nói, bất quá sau đó ta khôi phục thương thế sau đi đi tìm thi thể của hắn, lại là một mực không có phát hiện, còn tưởng rằng là bị cái gì hung thú ăn, hiện tại xem ra, thi thể của hắn là bị người nhặt, mà người kia có khả năng đạt được hắn công pháp cùng cùng chuôi này từ điện chiến thương. Liễu Kình nheo lại con ngươi, phân tích suy đoán nói, hắn có thể lên làm tông chủ, tự nhiên có một ít tâm phúc của hắn ủng hộ, mà cái này Ninh Khôn phụ tử đều là hắn người, biết những chuyện này, Thế nhưng là ngài không phải nói hắn chết ở Nam Linh Quốc cảnh, coi như người khác đạt được lôi đình bát hoang đạp, như thế nào lại đến lôi vũ quốc. Ninh khôn cao mày nói, cái kia không phải ta quan tâm, Ninh trưởng lão, người mang một đội đệ tử, nhất định phải đi đem tiểu tử kia bắt lấy, ta, muốn sống đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.